ghế nữa em. Số 13 luôn, tự dưng 13 luôn. Số 13. Nhạc. Im cho gì like coi. Chưa hiện người coi ta. Nhạc đâu, bật like rồi. Chúc mừng năm mới phát tài phát lộc, hoan hỷ. Rồi vô nha mọi người ơi. Đáng lẽ là cái quà này là để trưa hôm là live hôm qua rồi đó, là live trưa hôm qua đó, mà tới hôm qua em bận việc á, nên là thành thử ra là bù trưa nay nha mọi người nha. Đây rồi, vô chia sẻ bài cho em nhá. Em sẽ tặng trực tiếp ở trên live luôn. Và cái này thì nó sẽ là comment theo số. Ở đây thì nó sẽ có từ số 1 cho tới số 13 nhá. Sẽ là từ số 1 em sẽ đánh dấu ở đây rồi. Bạn nào á mà từ số 1 cho tới số 13 á, mà bạn nào cảm giác như là số nào mình may mắn á, thì mọi người comment lên nhá. Và có ít nhất 5 lượt chia sẻ hội nhóm trang cá nhân dùm em nha mọi người. Thì Dung, bạn nào ví dụ như mà comment số 1 mà bạn đó trúng số 1 rồi thì mọi người phải comment qua số khác. Tại vì mỗi bao lì xì ở đây thì Dung sẽ đánh dấu số ở đây nè. Ở trong này thì nó sẽ có 10, 20, 50 và 100 nha mọi người nhá. Đó, cho nên là mọi người comment theo số dùm em. Nhớ dùm em nhá, tại vì ở đằng sau là nó sẽ có cái số đằng sau này nè. Nên là mỗi số thì nó chỉ có một lần thôi, nó không có lặp lại nha mọi người. Nhớ giùm em này, mỗi số nó chỉ có một lần duy nhất và không lặp lại. Nên là khi mà em đọc, ví dụ như là đọc Thanh Thảo đi mà được số 1 rồi thì những cái bạn khác đừng có comment số 1 nữa, và comment từ số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, 12, 13 giùm em. Đó, mọi người hiểu cái ý em không? Chứ ví dụ như mình cứ comment một số 1 hoặc comment một số 2 là người khác đã trúng mất tiêu rồi, là mình sẽ không có được trúng nữa, mất công ha. Cho nên là lưu ý giùm em. Em cho mấy chị 5 phút đầu like để chia sẻ. Nó chỉ có từ số 1 cho tới số 13. Lưu ý giùm em nha. Số 1 cho tới số 13 thôi. Nên là bạn nào mà thấy Dung đọc là bạn đó ví dụ trúng số 8 đi, là mọi người bỏ qua số 8 liền, comment số khác liền dùm em ha. Và em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ ở trên live luôn. Có nghĩa là bạn đó phải có lượt chia sẻ thì mới bấm đơn nha mọi người nhá. Nên là sẽ kiểm tra lượt share ở trên live luôn. May mắn là ở đây á nó có tới 2 phong bao lì xì 100.000 lận. Đơn hàng trên 200.000 chúng đã phi ship rồi. Kể cả các bạn có nhận bao lì xì hay không thì đơn hàng trên 200.000 vẫn phi ship. Ví dụ như bạn đó nhận được, ví dụ mua cái đơn hàng có 200 đi mà nhận được bao lì xì 100.000, Dung vẫn phi ship cho bạn đó. Tại vì cái này là cái lọc may mắn nha mọi người nhá. Cho nên là Dung không có tính ví dụ như bạn nào được 20, 50 thì được phi ship, mà bạn nào được 100 thì lại không phi ship. Không nhá, đã phi ship là phi ship đồng đều. Đơn trên 200.000 là phi ship. Đơn mấy chục nghìn, ví dụ đơn trăm mấy thì Dung không phi ship được. Tại vì ngày mùng 6 Dung đã phi ship toàn tỉnh rồi. Cho nên là ngày hôm nay là Dung chỉ tri ân và lấy lọc cho mọi người thôi. Là Dung chỉ like từ đây tới chiều là Dung chốt đơn luôn nha mọi người nhá. Nên là lưu ý giùm em. Rồi, nhớ giùm em này, lượt chia sẻ phải trên 5 lượt chia sẻ là được. Đừng có chia sẻ quá nhiều. Làm 3 cái thì Dung chia sẻ một lần lên trang cá nhân buộc phải có. Thứ hai là 3 đến 5 vào hội nhóm là phải có nha mọi người nhé. 3 đến 5 lượt thôi, không cần 5 lượt vào chia sẻ hội nhóm đâu.
3 đến 5 lượt vào hội nhóm là được ha. Một lần lên trang cá nhân, một lần lên trang cá nhân, phải có lên trang cá nhân một lần. Bấm like dùm em, like cái bài là em đang like, chứ không phải là thả like nha. Bấm like cái bài em đang like để cho mình thấy tương tác và comment theo đó dùm em nha. Chưa thấy ghim em ơi, nhớ dùm em nha, là bấm like cái bài phát trực tiếp này chứ không phải là thả like ở trong like nha mọi người. Lưu ý dùm em hai cái vấn đề đó, tránh trường hợp mà mình không có làm đầy đủ như vậy là mình sẽ bị hủy đơn phong bao lì xì nha mọi người nha. Lưu ý dùm em đó. Bây giờ mình cảm giác mình hên cái nào thì mọi người comment cái đó nha. Và em sẽ tặng thêm 50 cục bom tiếp theo. Đó, vừa lì xì vừa tặng bom cho mọi người luôn. Chơi lớn luôn ha. Rồi, được coi bao nhiêu lượt xe để em mời từ từ đi rồi bấm ấy, người ta đang chạy cái kia, comment của em nó bị ẩn á. Coi được bao nhiêu lượt xe đã. Nhớ giùm em nha, là phải đầy đủ cái điều kiện đó thì Dung mới chấp nhận là mọi người vô chơi nhận phong bao lì xì được nha mọi người. Nha mọi người nha. Rồi, nhớ giùm em này, like, share và comment bao nhiêu? Nhớ giùm em nhá, like, share và comment giùm em đầy đủ giùm em nha mọi người. Rồi, đừng có chia sẻ vào hội nhóm nhiều nha mọi người nha, đừng có chia sẻ vào hội nhóm nhiều. Rồi, bây giờ Dung sẽ bấm cho 13 bạn một lần luôn, không có chia ra nữa nha, bấm cho 13 bạn một lần. Thì Dung sẽ bấm ngẫu nhiên nha, chứ không có lựa nha mọi người nha, không có lựa khách quen hay khách gì hết. Rồi, người đầu tiên là chị Trần Thị Nghị, số 6. Để em ngồi em ấy đi. Cái số nào mà hết rồi thì phải nói chị nha. Rồi, chị Trần Thị Nghị là được phong bao lì xì số 6. Cái này thì Dung sẽ không có mở trên live, mọi người về từ mở cho nó hên nha mọi người. Tại bây giờ Dung mở trên live thì cái hên nó không có về cho mọi người nha. Rồi, người thứ hai là Nguyễn Minh Thư, số 9. Nguyễn Minh Thư là số 9 nha mọi người nha. Rồi, là mất mấy số rồi? Số 6 và số 9 rồi. Rồi, số 7 cho Ngọc Ly. Số 13 trở xuống thôi nha, số 13 trở xuống thôi. Rồi, số 7 cho Ngọc Ly. Rồi, số 4 cho Thanh Tuyền. Mấy bạn này là nhớ nha, phải có trên hội nhóm và trang cá nhân nha mọi người nha. Một lần là em không có ấy đâu, không có đủ là em không có tặng bao lì xì được. Rồi, Mie Nguyễn, số 9 mất rồi đúng không? Số 9 Mie Nguyễn không có rồi nàng ơi. Rồi, số 6 có chưa? 694. Rồi, 5 cho Thảo Vi. 5 cho Thảo Vi. 6945 là có người rồi nha mọi người nhá. Comment qua số khác giùm em. 7 có người rồi hả? Rồi, 7 cũng có người rồi. Trời ơi, sao mà 6 cũng có người rồi đúng không? Chết rồi. Rồi, Huyền Thúy Oanh số 5. 5 có rồi. Ô, 5 có rồi hả? Mọi người ơi, comment đừng em đọc thì comment qua cái số khác đi, toàn là 5 6 7 không à. 1 2 3 7 8 10 23. Rồi, 10 cho Trâm Nguyễn. Trâm Nguyễn đuôi 795. Trâm Nguyễn đuôi 795, số 9 có rồi đúng không? Số 8 có chưa? Rồi, số 8 cho chị Ngọc Lan đuôi 529. Nhớ nha, bạn nào mà chưa chia sẻ phải chia sẻ liền cho em nha. Rồi, số mấy? Còn số mấy ở dưới á? 1, 2, 3. Ở đây toàn là comment số có rồi không à mọi người ơi. Toàn comment số có rồi không à, để em lướt lên trên coi. Phan Thu Hồng bom hàng em ơi. Rồi, còn 1, 2, 3. Số 4 hả? Đây, số mấy? 5 có chưa? Úi trời ơi, toàn là mấy bà comment số có rồi không à. Comment qua số khác hộ em với. Comment số có rồi không có bấm được. Toàn là 1, 3, không ai comment hết. Số 9 có người chưa? 8 có luôn thôi hả? Trời gì mà toàn thế. 4 có chưa? Rồi xong, 3 hả? Rồi, số 3 cho Kim Ngân. Toàn là mấy bà comment lên số cao đi mấy chị. 10, 11, 12, 13 đã có ai đâu. 10, 11, 12, 13 chưa có nè. Comment nhanh nha. Số 1, số 2 cũng chưa có luôn. Số 1, số 2 cũng chưa có luôn. Số 3 là chị vừa bấm rồi đúng không? Ở đây, còn đưa chị nhìn cho chị dễ này. Chị loát cho chị dễ. Đây, toàn là mấy bà comment cái số có rồi không mà. Còn 13 nè. Số 1 ở đâu? Số 7 à, số 2 chứ. Số 2, số 13, số 1, số 11 và số 12 nha. Comment đúng giùm em đi mọi người cho nó lẹ nè. Số 5 có rồi. Số 5 có rồi mấy bà ơi. Số 5 có rồi. Những ai bom hàng em không cho chơi nha mọi người nhá. Những ai bom hàng không cho chơi.
Số 10 có luôn rồi. Còn 5 phong bao lì xì mà không ai comment trúng luôn á trời. Từ từ, hay là do em lướt chưa tới ta. Từ từ nha mọi người nhá. Em lướt từ... Trời má ơi, kéo không nổi luôn á. Kéo không nổi luôn đó mấy bà. Để lướt xuống này rồi. 11 12 cho Dung Nguyễn nè. Rồi à, còn 11 2 1 với lại 13. 12 có rồi mấy chị ơi. 12 có rồi. Rồi số 1 cho V Mini. Số 1 cho V Mini nè. Rồi ok. Rồi số 13, 11 và số 2 thôi là hết nha. 13 những bạn chưa có thông tin số điện thoại. Số 1. Số 1 có rồi. Còn số 2. 13 và 11 thôi. Số 2 cho Thương Thương rồi. Ok, nhanh lắm, còn vô xả bom đó mọi người. Tương tác giùm em nha, coi bao nhiêu lượt xe để em ơi. Rồi, số 11 cho Thảo Vân. Rồi, còn một số 13 cuối cùng. Coi bao nhiêu lượt xe, coi bao nhiêu lượt xe. Còn một số 13 cuối cùng thôi nha mọi người nhá. Nhanh điểm qua hàng bom cho mọi người nữa nè. Yên tâm. Má lướt không nổi luôn á. Hả? Rồi, cho em thêm 500 đi. Đủ 500 đi, 475 rồi mọi người. Còn thêm đúng 20 lượt xe, 25 lượt xe nữa là đủ nhá. 25 lượt xe nữa là đủ rồi mấy bà ơi. Rồi số 13 là số cuối cùng. Đủ 500 lượt xe là em sẽ bấm người cuối cùng là 13. Nhớ giùm em nhá. Đủ 500 lượt xe là em sẽ bấm người 13 nha. Rồi, lọc của em á là hở, mọi người nhận là sẽ lấy lọc cho mọi người rất là nhiều luôn á. Thật sự lấy lọc rất là nhiều luôn đó mọi người. Chả ai đưa cái lọc của mình đi tặng cho khách đâu. Cho nên là mọi người ráng tương tác, chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Rồi, được bao nhiêu rồi? Rồi ok, Trần Anh đuôi 464. Trần Anh đuôi 464 rồi ok nha mọi người nhá. Bây giờ em phải loát xuống. Rồi ngưng giùm em, rồi qua hàng bom giùm em này. Cái kéo đâu rồi em ơi, đưa cái kéo sắt lại đây. Má lướt cái comment mà lướt không nổi luôn đó trời. Rồi ngưng qua hàng bom này mọi người, săn bom nhá. Hôm nay em xả trong kho thôi. Em xả trong kho 30-40 nghìn cho mấy chị lựa. Ráng lừa đủ đơn 100 cho em đi nhá. Tại vì em không có dồn đơn, đầu năm mới không có dồn đơn nha mấy chị nha. Đầu năm mới đơn ai bao nhiêu tiền đi hết giùm em, không dồn đơn nhá. Phải đơn đủ trên 80 nghìn em đi đơn, không có dồn đơn. Đầu năm mới không có dồn đơn nha mọi người. Không có dồn đơn qua line này qua line khác đâu nhá. Không có dồn đơn, ví dụ như là chiều nay chốt đơn thì không được dồn ngày mai, ngày mốt line nha mọi người. Nhớ giùm em nhá, lưu ý giùm em. Rồi, trời ơi, cặp áo luôn. Đâu, áo một chân váy luôn, một cặp luôn đó mọi người. Hoài Ngọc khách quen luôn. Rồi cặp này em sẽ bán tặng cho mọi người. Rồi chia sẻ giùm em nha. Đơn 200.000 được free ship. Đơn 200.000 được free ship. Rồi cái cặp này là giá là 130.000 một áo. Em tặng mọi người trên live luôn 79.000 một áo này luôn. Áo này là 130, mọi người biết hàng cao cấp. Cái áo này hôm qua em vừa mặc cái áo trắng xong luôn á. Em vừa để cái áo trắng lại để mặc luôn á. Rồi ghi cho em nha, 79.000. Mọi người thấy hàng không? Cái này hàng loại 1. Rồi 79.000 một áo. Em sẽ bán tặng cho mọi người giá rất là rẻ, đầu like luôn. Rồi chân váy luôn. Nhớ lưu ý là xe bài giúp em nha. Rồi 79.000. Hôm nay em tặng bom rất là nhiều. Rồi Thảo Vi với Thúy Oanh. Rồi hết. Rồi chân váy tặng luôn cho mấy chị. Size S nha, có cái thôi 60.000 luôn. Có cái size S thôi nha mọi người nhá. Rồi ghi cho em là size S giùm em. Comment giúp em là size S. Vô trong cho chị như hai con ơi, đừng có ngồi đây. Vô trong mẹ đi, cho dì like. Hồi cứ nói nhảm nhảm gì vậy. Đi vô cho mẹ dì like con. Rồi cái này quần 50 mấy cục bom lận. Yên tâm, chia sẻ cho em là được nha mọi người nhá. Em like trong kho là đa số là like hàng bom, với lại là hàng lẻ cho mấy chị thôi. Rồi quần ngố co cái. Quần ngố này là 135. Tặng cho mọi người trên like 79.000 luôn. Ghi cho em là ngố size S giùm em nhá. Áo đen em hết rồi, tới cái gì vậy? Áo đen em hết rồi mấy chị ơi, còn chân váy thôi. Cho chị Huế cóc tay chân váy này rồi hết rồi mấy chị. Rồi cái này ghi giùm em nha. Mã này ghi giùm em là ngố 79k. Trời ơi, giờ mà mua được quần jean mà mấy chục nghìn là không có đâu mấy chị. Không sờ tới được đâu. Nè, quần jean này. Trong dịch á, trong Tết em bán quần jean nhiều lắm. Trên bom này toàn là bom quần jean không á mấy bà ơi. Bom lỗ chết luôn mọi người. Rồi, cái này bỏ lên trên chị đi, hàng thanh lý của chị.
Rồi cái này ghi dùm em. Hai cái set thanh lý luôn. Đây nha mọi người nhá, quần size M. Cái này là lê nhá, lê không đai luôn. Rồi tặng với bà luôn. Tương tác chia sẻ dùm em nhá. Like ở trong kho nó hơi tối. Với lại không phải là do trong kho đâu, mà cái màn hình điện thoại ấy, mọi người, nó bị ấy á, ngố hết rồi. Sao không bỏ ra ngoài cho nó nguội? Rồi ghi dùm em nha, comment giúp em. Ngố xe S chưa hả? Ngố xe S cho chị Nga Lê. Rồi mã này dùm em nha. Cái này em tặng mọi người trên like luôn, 119k. Thề luôn á, rất là xịn luôn, size M. Có cái không mấy chị? Rồi ghi cho em là quần lê nha, không đai luôn. Rồi 119k, ghi cho em là lê 119. Lê 119 dùm em, ghi cho em là lê 119. Lê 119 dùm em, ghi cho em là lê. Nhiều đồ lắm, ráng ngồi săn đi mọi người. Ráng ngồi săn chứ hở, nhiều hàng đẹp lắm luôn á. Ráng like một like cho hết, đưa cho chị một cái ngô đây một mẫu đi em ơi. Rồi cái này ghi cho em là set sơ mi. Thứ một mẫu. Rồi ghi cho em là set sơ mi nhá. Này gài. Set sơ mi đổi em xíu em gài vô để em bóc ra cho coi nhá. Cái chưa gài. Rồi set bèo tặng với bà 79.000 luôn. Ghi cho em là bèo 79k dùm em. Á rẻ như cho luôn đó mọi người, thiệt ấy. Nè. Bèo dùm em nhá. Set bèo 145.000 đó. Rồi 79.000 set bèo dùm em nha mọi người nhá. Bèo 79k. Cái này hai cái áo Zara luôn. Hai cái áo Zara tặng luôn với bà 80.000. Nè, hai áo 80 nha mọi người nhá. Rồi lê cho lê size M cho chị Trâm Nguyễn. Sơ mi bèo cho Lê Trình. Lê Thị Kim Trinh. Rồi mã này dùm em. Hai áo 80.000 luôn. Áo này áo Zara, bạn nào nhận hàng rồi là biết, đúng không có nói điêu luôn. Đó, bỏ trong bọc hàng ấy về nó hơi nhanh thôi chứ mà vải rất là xịt nha mọi người. Áo Zara cổ tim á. Rồi xài mọi người hai áo 80 luôn. Rồi cái này like hàng bom, like nhanh lắm mọi người ơi. Rồi set sơ mi dùm em. Set sơ mi này tới 155.000 lận á. Cái sơ mi bèo này mọi người, nhìn thấy cái sơ mi bèo không? Cái sơ mi bèo rất là xịt luôn. Rồi set sơ mi tặng luôn với bà 100.000 luôn nè. Set sơ mi bèo 100 ghi cho em là set sơ mi hai áo nha, hai áo 85 cho Như Quỳnh. À hai áo 80. Cho đi hai áo 80 cho Như Quỳnh. Hai áo 80 cho Như Quỳnh nhá. Rồi, cái này dùm em luôn. Áo này thì lúc tối em bán tặng với chị là 90, bây giờ em tặng bom trên like cho mấy chị luôn. 60.000. Áo này là 135.000 á. Rồi 60. Ghi cho em là áo 60 set sơ mi đúng không? Set sơ mi cho Huỳnh Thị Thúy Oanh. Mọi người ơi, comment đúng mài cho em, trời ơi nè. Cái này hôm bữa là 16 mấy lận đó, 65 là 169 gì á. Nè, cái này là hàng hãng nha, nhìn cái chất quần dùm em. Đây là quần ngố hàng cao cấp luôn. Nè, set báo tặng luôn 99k. Cái này em lỗ tới 45.000 lận đó. Rồi ghi dùm em nha, set báo. Cái này bữa Tết em có mặc và rất là nhiều người hỏi luôn. Bữa Tết em có mặc cái set này đi chơi một lần. Rồi chụp hình mọi người hỏi rất là nhiều. Rồi ghi dùm em nha. Hello Xuân Dương. Áo 60 hả? Khánh Hà Vũ áo 60. Rồi mã này dùm em là ghi cho em là set 99.000 luôn. Cái set này rất là xịt luôn mấy bà. Set này là cực kỳ xịt luôn á. Cảm ơn Xuân Dương nha. Rồi set 99.000, ghi cho em là set báo nha. Thanh Tuyền, Kim Ngân, Như Nguyễn, Thảo Vi rồi hết. Này cái này hàng hãng á. Rồi comment giúp em nha. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giúp em nha mọi người nha. Hết rồi. Có bomber không chị? Không có rồi. Rồi cái áo này là 155.000 này. Áo này áo mắc đó mọi người ơi. Này, áo này cam kết hàng chính hãng cho mọi người. Mà mọi người mua ở ngoài tầm khoảng chừng 280-290 đó. Mọi người nhìn cái phụ kiện tao bao này mọi người. Đó. Rồi ghi dùm em nha. Comment giúp em. 100-130 đâu. Có một người không có đâu. Có hả? Phiếu một người chỉ bấm hai phiếu gì đó đó. Hay là gì có bấm 1-2 phiếu giống nhau á. Đủ chưa hay là dư? Rồi áo này tặng luôn cho mấy. Mạng nó bị gì ta? Rồi mã này dùm em nha. Tặng với chị trên like luôn. 89.000. 145 á. Rồi 89.000 ghi cho em là áo nha. Chứ không có bomber đâu mọi người ơi. Nhưng không bán áo khoác mấy cái dạng áo khoác như vậy. Rồi ghi cho em nha. Comment giúp em là áo đen.
mọi người mua trong cái áo đó mọi người mua 145 mọi người biết rồi. Bây giờ em bán tặng mấy chị 89.000 luôn. Đây lớn như mấy chị luôn á. Đây lớn như mấy bà luôn. Ai lấy thì mọi người ghi cho em là áo 89. Có mấy cái tặng luôn như mấy chị luôn. Thương Thương, Nhỏ Lửu, chị Lâm Quyên, Thảo Vân, Thương Thương có rồi em ơi. Rồi quần tiếp này. Hầu như là bom toàn bọc rồi. Có nón luôn. Nón này mà bom là xỉu ngang luôn. Nguyễn Ngân khách quen luôn. Mấy bà khách quen này mà bom như thế này mốt là Dung không cho mua hàng. Bom đồ năm mới của em này không cho mua hàng đâu. Rồi nón tặng mấy bà 100.000 luôn. Em thề luôn á. Bạn nào mà nhận cái nón này hôm bữa em xả rồi là mọi người biết. Rất là đẹp luôn. Cái nón này là đẹp lắm luôn đó mọi người. Rồi nón tặng luôn cho mấy chị 99k nha. Ghi cho em là nón 99k giùm em. Áo cho chị Nhạn Nhạn. Comment một lần thôi, đừng comment nhiều lần nha. Một lần là Thả đã thấy đơn rồi. Rồi ghi giùm em nha. Comment giúp em là nón tặng luôn mấy bà 99.000. Nón 99k. Rồi quần này 50 luôn, có cái à. Quần để mấy chị phối với lại là áo thun phong rộng á. Rồi ghi giùm em nha, quần. Comment giúp em là quần nha mọi người nhá, 50. Quần 50 luôn. Nó đẹp, nó không ai lấy thì để cho chị xài đi. Rồi ghi giùm em nha, áo 50 luôn. Nè, mọi người nhìn thấy cái áo xịn sò không? Rồi ghi cho em là áo 50 giùm em. Comment giúp em là áo 50. Áo 50 nha mọi người nhá. Quần 50 cho Hoàng Minh Vi. Rồi mã này, quần jean luôn. Quần jean luôn, siêu cao cấp. Quần này quần 2 túi á. Có cái L thôi mấy chị ơi. Ê, hình như quần này lúc trước còn cái S cái ấy đúng không? SM đúng không? Không, có, khác đâu mà khác. Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em. Quần 50 em hết rồi, quần 50 em hết rồi. Áo 50 thương thương thương, comment một lần thôi em ơi. Comment nhiều lần là báo Sam lock Facebook đó em. Comment một lần thôi đã thấy rồi, đừng có comment ấy nha mọi người. Quần L cho Bảo Nam, rồi còn một cái S cái M này. Quần này lúc tối em xả có 150 thôi. Quần này quần mắc đó mọi người. Quần 2 túi á. Quần này rất là nhiều người hỏi trong Tết luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Thương Thương chỉ nhắc lại một lần nữa nha. Comment một lần thôi, comment nhiều lần là báo Sam mà lóc là không có muốn mua được nữa đâu. Comment một lần thôi. Rồi ghi giùm em nha. Comment giúp em là 2 túi giùm em. Em còn một S với một M thôi. Cái này là quần form ôm nha mọi người. Quần 2 túi này là trong Tết không có hàng bán luôn á mọi người. Rồi S với M giùm em nha. Bộ dung mặc hả? Bộ dung mặc xả cho mấy chị luôn. Lấy chị màu hồng đi. Bộ dung mặc có mấy bộ thôi. Bộ dung mặc là hàng cao cấp nha mọi người nhá. Áo xám em hết rồi. Bộ dung mặc xả luôn nha mọi người, 120. Đây, cái này là hàng loại 1 nha mọi người nhá. Rồi, comment giúp em nhá. Set 120.000. Quần em mời cho Nhi Nguyễn. Quần dung xe có 150 thôi mấy chị ơi. Em mời chị Huế La, Kim Châu lên số điện thoại địa chị. Bộ dung mặc là còn có 6 bộ thôi nha mọi người nhá, xả luôn đi cho mọi người 120.000. Cái này ghi cho em là màu đỏ. Cái này là màu đỏ mấy chị, nó màu đỏ có 1 bộ thôi. Đó, xinh không? Hàng loại 1 nha mọi người nhá. Rồi cái này ghi giùm em là màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Cho xin cái màu nhá, màu xanh dung mặc, còn có 1 bộ dung mặc thôi. Bạn nào lấy màu thì chốt nha, có 6 bộ thôi. Nè, cái này là hàng cao cấp nha mọi người. Cho em xin cái màu đi mọi người ơi, khách mới lên số điện thoại địa chỉ. Nè, xinh không? Quần xe S cho Xuân Dương, đỏ cho Phương Trinh, đỏ cho Thanh Tuyền. Rồi hết đỏ. Hết đỏ rồi mấy chị ơi, em còn hồng vàng với xanh em đang mặc thôi, hết rồi. Hồng vàng với xanh thôi, hết rồi mấy chị ơi. Cái này có 6 bộ à. Ai lấy thì mọi người chốt thôi. Xe cho mọi người á, không có giá này đâu. Hết đỏ rồi mấy chị. Em xe có 120. Ai lấy thì ghi giùm em là màu nhá. Màu em mặc là màu xanh. Màu xanh này. Đó, hết đỏ rồi mọi người ơi. Đổi qua màu hồng, màu vàng hoặc là màu xanh em mặc đi. Còn mỗi màu một bộ thôi. Đó, vàng hồng cho dâu tây. Vàng với hồng cho dâu tây. Xanh em mặc còn một bộ nhá. Rồi, em còn một vàng một hồng với xanh. Cái này em xả rồi mọi người ơi. Cho nên là giá rất là rẻ luôn. Cái này mấy bà thoải mái. Hồng cho Đặng Thị Mỹ Linh. Này bầu mặc thoải mái nè. Bầu em còn mặc được thoải mái luôn. Bà nào mà bầu 3-4 tháng là thoải mái. Hồng cho Xuân Lan. Rồi hết hồng luôn. Rồi còn một vàng với một xanh. Hết luôn.
Còn một vàng một xanh thì mấy bà ơi tương tác chia sẻ giùm em nhá. Còn một vàng một xanh hết luôn, còn hai set. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là vàng với xanh nha. Vàng với xanh. Comment giúp em là vàng với xanh. Có quần jean á. Rồi set này tặng cho bạn nào chia sẻ bài cho em. 50.000 một set luôn. Xanh cho Hương Thanh. Hương Thanh lên địa chỉ giúp em nha. Đây. Bạn nào comment nhanh thì được cái set xịn này. Vàng còn không? Còn. Kim Trinh vàng. Đây, set này vải không phải là vải hàng rẻ nha mấy chị. Rồi set giùm em. Có quần ngố không chị? Rồi ghi giùm em nha, set 50.000 màu nu. Nó tặng với bà luôn á. Màu nu. Màu xanh với màu hồng. Set 50 cho V mini. Rồi còn một chị hỏi nhiêu ký là cái nào chị ơi? Cái em mặc là bao nhiêu ký cũng vừa hết. Cái này cũng vậy này, cái này còn một hồng. Cái này set còn một hồng nhá, một hồng với một xanh nữa là hết. Thúy Oanh này rồi, hết này. Mọi người lấy set 50 lấy đại màu nha mọi người nhá. Tại vì còn hồng với xanh thôi, bất công phải ấy nữa. Nguyễn Minh Thư một set này lấy đại đi mọi người ơi. Trời ơi em bán tặng mọi người á, thương thương set 50. Lấy đại màu đi, tại em có 50.000 là bán 95.000 bây giờ xả có 50.000 đó. Rồi ghi giùm em nhá, quần. Set 50 chị Oanh Oanh không có lựa màu giúp em nhá. Mất công lựa màu tốn thời gian lắm. Rồi mã này giùm em. Cái quần này là mọi người biết là trong Tết ngày hôm 23 Tết em vẫn không xả luôn á, vẫn là bán giá 175.000 luôn đó mọi người. Mà nay bây giờ đầu năm em tặng cho mọi người luôn. Quần mà quần baggy mà không rách luôn á. Baggy không rách luôn. Cái quần này mấy chị mặc với bất kỳ một cái áo thun nào cũng rất là đẹp. Mặc với bất kỳ một cái áo thun nào cũng rất là đẹp đây. Ví dụ như mà mọi người mặc với cái áo thun này đi, rất là xịt luôn. Mà cái áo này em nói thật đó mọi người, tại em có bầu mà em không có bầu là mọi người tới con chuyện đây nha mọi người nhá. Đây mọi người mít với cái áo này thôi. Rồi quần này em tặng mọi người 135.000 luôn. Cái này để bán tặng cho mọi người 135, mọi người mít với cái áo này cho em. Trời ơi nhiều khách cho em feedback mặc quần này lắm luôn á. Đi với một áo phông rộng cũng đẹp, mà đi với áo thun ôm cũng đẹp. Rồi ghi cho em quần xả 135. Form chất hàng cao cấp loại 1 nha mọi người. Thường là quần baggy mọi người nó sẽ là sắn lai lên nha mọi người nhá. Sắn lai lên, còn mọi người không sắn lai cũng được. Nhưng mà quần baggy nó sẽ sắn lai lên, nó lên cái form nó đẹp hơn. Rồi 135 ghi cho em là kèm size nhá, SML luôn. 175 mà em xả xuống còn 125 á. Tết, còn Tết mà em còn không xả đó mọi người. Nha mọi người nha. Mọi người lửa theo đi cho em, không có bán nguyên set theo giá nha mọi người. L chỉ V mini. Quần này là size L 60kg rồi xuống mang vừa. Nè nè nhìn cho kỹ nha, lấy lộ nó chết đấy nha. Phi ship rồi mà còn ship đi ship về nữa đó. Mở ra con một mã đi. Còn size S không? Size S cho Ngọc Diệp. Hết hả? M. Coi cho kỹ nha. Rồi em còn M với L thôi. Hết S rồi mấy chị ơi, còn M với L thôi. Áo à, ai lấy thì ghi giùm em là M với L. Cái này là phong quần baggy. Áo này em còn nó mấy cái, đưa áo cho chị đi. Áo này em tặng cho mọi người trên like luôn là 79.000. Áo có mấy cái mấy chị ơi? Áo có mấy cái thôi, bạn nào mua áo hết S rồi mấy chị, còn ML thôi. Đây, áo này 79.000. Một quần em M với một áo cam. Áo này là hàng loại 1. Nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Màu đen. Áo này là em nhập hàng của Quảng Châu về. Vải em nhập một số lượng rất là nhiều luôn á. Nè không tin em cho mấy chị coi vải của áo này. Em bán giá này là em bao toàn thị trường hàng loại 1 nhá. Em cho mấy chị coi vải em nhập về này. Em không nói điêu đâu này. Vải của áo em nhập về này. Đó. Một tấn vải như thế này luôn mọi người. Mấy trăm cây vải. Đây. Mấy trăm cây vải luôn á. Nè thấy không. Cho nên em bán giá rẻ hơn cả người ta cả 100.000 luôn đó mọi người. Để em vô cái màu đã. Từ từ nha mọi người nhá. Màu cam, màu đen, màu hồng. Nên là bạn nào lấy là lấy lẻ áo nha mọi người nhá. Màu hồng có 79.000 thôi. Màu hồng. Cái này là màu thật nhất. Tại vì em không có xài áp cho nên màu nó thật lắm luôn đó mọi người. Đây màu xanh. Đó. Và màu trắng. Này là tại vì em nhập cái này về chủ yếu là may cho sỉ thôi. Em ở đây á, bán cho mọi người bán lẻ là giá sỉ là 75 rồi. Mọi người có 79 là hơn có 4.000 thôi đó. Đây. Rồi ghi giùm em nha. Màu trắng, màu xanh,
màu hồng, màu cam với lại màu đen. Comment giúp em màu nhá. Khách mới lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Nhẫn đeo không bán em, nhẫn đeo là nhẫn thật em ơi. Quần em hết S rồi mấy chị, quần hết S rồi. Có quần tây, tí nữa chúng xả quần tây cho. Áo vải chính kèm màu cam cho Nguyễn Ngọc. Cho em xin cái màu đi mấy chị ơi. Cam cho Thương Thương. Xám là cái gì? Không có xám chị yêu ơi. Cam cho Lê Kim Trinh. Đâu rồi trời. Bà Thương Thương này comment một lần thôi. Xanh cho Như Nguyễn, xanh cho Nguyễn Ngọc, xanh cho Lê Kim Trinh. Huế cóc tai là hồng, hết xanh nhá. Kim Trinh không có xanh nhá. Hồng cho Mỹ Linh, đặng thì Mỹ Linh nhá. Trắng cho Thương Thương. Cam cho Bảo Nam, đen cho Bé Tiền, Xuân Mai trắng. Rồi hết trắng luôn. Bộ em mặc có bán còn một bộ Nguyễn Nhi là màu trắng. Bộ đang mặc không có sai. Nguyễn Nhi không có trắng nha, còn đen không? Kim Ngân đen. Rồi hết. Hết trắng rồi nha mấy chị nha. Rồi em còn một đen nè, một cam với lại một hồng thôi. Hết luôn rồi mọi người, có mấy cái à. Nguyễn Nhi không có trắng em ơi, còn cam đen hồng. Chị không có lộn nhìn avatar sao mà lộn được bé. Avatar của Thương Thương có cái hình này là em comment hơi nhiều nè. Thương Thương đuôi đuôi 553, comment một lần thôi. Không comment nhiều lần nha. Anna Trang này lấy bộ đang mang, còn bộ đang mang không? Rồi hết bộ đang mang luôn. Nguyễn Tú Uyên có rồi. Hồng cho Nguyễn Nhi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Cam cho Như Nguyễn. Rồi hết cam luôn, còn một hồng một đen hết nha. Rồi nó đẹp kinh khủng luôn đó mấy chị, thiệt á. Bộ em mặc còn một bộ vàng duy nhất là hết. Đưa chị cái bộ mặc đi, hết cam rồi. Có bộ lam không, nhưng bộ lam là đầu năm em chưa có vải chị ơi. Chưa có vải luôn á. Rồi đầu năm nhập vải nó khó, mọi người thấy em nhập một mẫu mà em nhập nhiều không, em nhập để dành luôn á. Rồi em còn một cái bộ vàng duy nhất thôi. Còn đen với lại là hồng thôi, còn hai cái à. Còn đen với hồng. Bộ em mặc còn một bộ màu vàng duy nhất là hết luôn. Hết rồi đó mọi người. Rồi áo còn một hồng với một cam là hết luôn nha mọi người nhá. Còn một hồng với một cam. Ai lấy hồng với cam thì ghi giùm em là hồng với cam hết rồi đó. Còn một hồng một cam, còn một hồng với một đen thôi là hết mấy chị. Hết sạch rồi. Còn một hồng với một đen nhá. Ôi cái quần này. Quần này quần Quảng Châu lận đó mọi người. Hồng cho Kim Ngân. Hồng cho Kim Ngân. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Bộ chung mặc 120 mà hết rồi. Còn có bộ màu ấy thôi. Trời ơi quần tao bao này mấy chị. Quần này là cái có cái form quần này là mọi người mê luôn. Mọi người mix với cái gì cũng đẹp. Đơn giản mix với cái áo này đi. Mix với cái áo này cho em. Nhanh cấp tốc mix với cái áo này. Một cái áo đơn giản thôi mọi người. Ôi trời má ơi cái áo này đẹp lắm luôn đó mọi người. Đây áo hàng ngoại một luôn nha. Đây nha mọi người. Con ơi đừng có bật. Dì đang like mà bật cái đó sao dì like. Đây này mọi người. Đó. Hàng này là chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Mọi người cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em. Mất công kêu là sao con Dung nó bán mấy chục nghìn mà nó rẻ mà hàng. Hàng nó dơ mà hàng nhìn thôi đã thấy xịn rồi. Tắt cho dì like. Rồi ghi giùm em nha. Đây. Mọi người mít với cái áo này giùm em. Sao mà tú ly vậy tú. Rồi ghi giùm em nha. Quần này em chỉ bán tặng mọi người ở trên live thôi. Là 135.000 luôn. Đây nha mọi người nhá. Y chang cái quần lúc nãy. Nhưng mà quần này thì em chỉ còn mỗi ML thôi. Cái quần màu đậm rất là đẹp luôn. Đây mọi người phối cho em. Áo này cũng tặng mọi người 79.000 luôn. Có mấy cái à. Đó. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo cũng 79.000 luôn. Đợi xíu em vô cái màu áo. Còn quần là 135. Quần này em bao cho mọi người là hàng loại 1 luôn nhá. Ai lấy quần thì ghi giùm em là SML. À từ từ, quần coi còn sai không nè. Sao dơ cái quần nào thì nhìn coi còn sai để chỉ like em. Cái dây kìa rớt ra để máy lại in lại lần nữa. Làm việc không có biết ngó trên ngó dưới gì hết. Rồi ghi giùm em nha. SML giùm em. Đó, áo thì để em dơ màu, đưa cái màu áo đây. Quần đó có một loại Mickey cũng giống màu á nha.
Rồi cái này ghi cho em màu hồng đổi xíu, giơ cái màu áo cho mọi người chọn màu luôn. Áo này em bán lỗ mọi người 5.000 đó. Đầu năm nói lỗ luôn đó mọi người. Rồi màu hồng giùm em. Màu xanh, màu trắng. Có mấy cái mấy chị ơi, cái này chưa được 10 cái nữa. Rồi màu xanh. Rồi cái này là màu đen và màu nu. Bạn nhìn thấy mấy trăm cây vải của em về không? Bán mấy chục nghìn là đúng rồi, tại vì người ta nhập á, người ta không có nhập vải. Mà là người ta nhập áo thì người ta sẽ mắc hơn. Còn em là nhập vải may luôn nha mọi người nhá. Đây, có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Màu nu, màu đen, màu xanh, màu hồng, màu trắng. Đó là áo nha mọi người nhá, 79.000 luôn. Quần á, màu nhạt á, thì em còn ML. Còn đậm là còn đủ size SML nha mọi người nhá. 135 luôn, hàng loại 1 nha mọi người. Rồi comment giúp em là màu áo và quần từ nha mọi người nha, đợi xíu. S cho Thanh Tuyền, M cho Như Nguyễn, áo trắng cho Trâm Nguyễn, quần S cho My Em, quần M cho Xuân Mai, quần L cho Phương Vũ. Thanh Tuyền có rồi em ơi, Thanh Tuyền có chưa ta? Thanh Tuyền có rồi á. S Như Em có rồi. Nhạt M cho bé Tuyền, à bé Tiền. Nhạt M. Comment giúp em là màu áo nha. Áo nó phải có màu nha mọi người. Áo là có màu đen này mọi người. Áo là có màu đen, màu nu. Màu nu giùm em nhé. Form này form ôm á mọi người. Đó, ai lấy quần nhạt thì ghi quần nhạt, còn không mà ghi mỗi size là em sẽ lấy quần đậm cho mọi người. Đậm L cho Nguyễn Nhi. Comment một lần là em đã thấy rồi mọi người. Không có sợ bị ẩn comment đâu. Nguyễn Minh Thư là L xanh đậm. Nhạt là chỉ còn ML thôi nha, hết S nha. Không có ngố đâu người đẹp ơi, ngố trong năm em bán hết rồi. Như Nguyễn là áo đen, quần ngố không có đâu mà đợi mọi người. Rồi cái này ghi cho em là áo hồng, áo trắng. Mọi người mít với áo này đơn giản lắm, nó chỉ có cái chữ xong rồi mọi người mít với cái này. Thúy ơi, kêu thằng Tú đi vô trong chơi để bán nào. Rồi ghi giùm em nha, cái này ghi cho em là màu trắng, áo kèm màu giúp em nha mọi người nhá. Áo kèm màu. Rồi cái này là màu đen. Màu đen. Đưa nó vô trong đi, nó ngồi đây nó cứ phá không à. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Màu hồng nha mọi người nhá. Cái này ghi cho em là màu nu. Màu nu nha mọi người, màu nu và màu xanh, xanh cổ vịt rất là đẹp luôn. Áo trắng cho Phương Hí. Cái áo này form bao nhiêu kỳ cũng vô hết đó mấy bà. Form bao nhiêu kỳ cũng vô được hết tại vì nó là co giãn nha. Form bao nhiêu kỳ cũng vô được hết, cho nên đừng có lo là Dung ơi, ví dụ như là 50 mấy 60 ký sợ vô thoải mái luôn á. Cái này mặc bằng form ôm càng đẹp nè mọi người thấy không? Cái này là chữ theo á, chứ không phải là chữ của nó chữ in đâu nha mọi người nhá. Rồi cái này là màu nu, quần nhạt M chị Anna Trang Đài. Hết rồi phải báo nha. Rồi nhạt hết M nhá, còn L thôi. Còn đậm là còn đủ size SML. Đây. Ai lấy áo được thì ghi Dung Dung là áo nha. Áo màu xanh, màu nu, màu đen, màu hồng với lại màu trắng. Đó, bạn nào lấy áo thì ghi giùm em là áo nha. Comment giúp em là áo. Quần là em còn màu đậm dễ phối đồ hơn mọi người, dễ phối áo hơn. Màu đậm là dễ phối áo nhất luôn đó mọi người. Đây. Ở dưới quần baggy thường người ta sẽ sắn like á. Không ai mặc quần baggy mà không sắn like hết đó mấy bà. Sẽ sắn lên một like nó sẽ đẹp hơn là mọi người mặc thả suông như vậy nha. Cái chân váy này còn cái này. Chân váy này em còn một cái nha mấy chị. Chân váy này em còn một cái này. Em xả còn có 60.000 nè. Size S luôn. Có cái đầu la em xả bom cái màu đen á. Rồi còn cái màu nu 60 luôn mấy bà. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em. Tương tác giùm em đi mấy người đẹp ơi. Tương tác giùm em nha. Chấm bài đi mọi người. Áo 79.000. Áo 79.000. Rồi cái đầm này siêu đẹp luôn. Đầm này còn có cái yếm nha mọi người nhá. Yếm tặng mấy bà trên live luôn. 100.000 luôn. Yếm để mấy chị mặc mặc đi biển á. Có mút ngực luôn. Rồi ai lấy giùm em nhá. Yếm 100.000 luôn. Ghi cho em là áo yếm nha mọi người. Áo yếm 100. Comment giúp em là áo yếm 100. Em Trang là áo hồng với nu. Em Trang lên địa chỉ giúp chị nha. Đây quần này. Quần này form đỉnh lắm luôn đó mọi người. Quần này là siêu đẹp luôn đó.
em trang lên địa chỉ giúp Dung. Quần này nhạt đẹp quá trời. Quần này siêu siêu đẹp luôn các bà ơi. Rồi quần này xả 133, để mấy chị 135 luôn đi. Có mấy cái à? SML nè, cái form đã không? Rách nhẹ nha mọi người nhá. Quần baggy rách nhẹ SML. Màu này siêu đẹp. Màu này là siêu đẹp với siêu tây luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nhá. Quần rách nhẹ nha mọi người. Nó không phải là rách lỗ ra đâu nha mọi người nha. Không phải là rách có lỗ đâu. Rách này là rách cho dạng cao nhẹ thôi. SML, lưng tất cả đều cao qua rốn. Không có cái nào nằm ở dưới rốn hết. Tại vì em bán quần là quần nào em cũng để cao qua rốn cho mọi người dễ mặc, dễ phối đồ nhất nha. Nên là mọi người mà mua quần jean bên Dung á, chắc chắn 100% là không bao giờ có form đáy ngắn đâu, đáy cao thôi nha mọi người. Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em là S, M và L. Comment giúp em là S, M và L nha mọi người. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần kèm size. Quần kèm size nha. Rồi áo này, chấm bài giùm em đi mọi người. Chấm bài giùm em mới coi. Jean M chị Anna Trang Đài. Chấm bài giùm em. Rồi áo này còn có 5 cái này, sale luôn. Cái quần nó đẹp lắm mọi người. Form nhạt mọi người mặc á, mặc với áo gì mọi người phối lên nó cũng đẹp. Áo này lúc tối em sale có 85.000 à. Ở đâu? 95.000. Quần L cho chị Phương Vũ. Rồi cái này áo 95.000, có còn nó 3 cái mọi người, còn 3 màu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu này, quần này mặc cái quần jean cũng siêu đẹp luôn. Áo này nè, 95.000, còn có 3 cái 3 màu thôi. Đây màu xanh, màu đen với lại là màu vàng nhá. Áo này là hai cái ống tay nó phồng lên đó mọi người. Mọi người ráng tương tác hộ Dung nha. Hai bên này là nó nhúng. Quần jean xe cho Trần Thu Hằng. Các quần jean nó đẹp lắm luôn đó mọi người. Em nói thật, cái quần jean này mà mọi người không mua là hơi bị tiếc luôn á. Cái quần jean mà em vừa giơ, đưa chị cái quần lại coi. Mở bọc ra luôn đi. Áo vàng như Nguyễn rồi còn một cái vàng cuối. Áo này mà không đẹp, mất gì em cũng mất cho mọi người. Áo đen cho chị Phương Vũ. Rồi vậy là còn mỗi màu một cái. Còn đen vàng xanh thôi là hết, tại còn có 5 cái thôi mọi người. Đây. Đó, cái quần siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn đó mọi người. Comment cho em là màu nhá. Đây cái này ghi cho em là màu quần ghi cho em là SML. Áo em còn một cái xanh, một cái đen, một cái vàng. Cái này mọi người nhìn thấy nó form vậy nha, nó là nhúng đó mọi người. Nên là khi mọi người mặc lên nó sẽ nhấn cái eo mình lại á, chứ không phải là nó dơ, nó bị đơ vậy đâu. Tại vì đồ nhúng mà mọi người dơ lên, mọi người không có mặc vô nó sẽ nhìn nó cứ nhung nhung đó. Mặc lên form rất là đẹp, hai ống tay này. Rồi, ai lấy áo ghi giùm em là áo nha mọi người nhá. Comment giúp em là áo. Quần là size S, size M và size L á. Quần là có 3 size S, M, L giùm em. Xả áo thun phong rộng cho mọi người nhá. Rồi áo, xả áo lẹ cho mọi người. Áo đen cho Phương Trinh. Rồi hết đen luôn. Rồi áo này em còn một cặp này. Hết đen rồi chị ơi. Còn xanh với vàng thôi à. Rồi. Áo này là áo hãng nha mọi người nhá. Bọc hãng luôn, tem hãng luôn. Áo này là nam nữ mặc chung, mặc cặp á. Áo này lúc tối xả bao nhiêu giờ? Áo này em để cho mọi người có 130.000 hàng loại 1 nha. Cam kết hàng loại 2 là trả hàng lại cho em. Rồi ghi cho em là 130.000 kèm màu giúp em. Màu đen với lại là màu trắng. Đen với trắng nha mọi người nha. Xem lại quần đậm hả? Đợi chút xíu, đưa đây. Đây nha mọi người, ghi cho em là áo đen với áo trắng giùm em. Áo này form rất là đẹp luôn. Của nó là dạng form rộng giống quần đó mọi người. Nên là lên cái form đó mọi người mặc lên cái form rất là đẹp. Mặc với form quần baggy cực kỳ đẹp luôn. Đây, quần đậm là khác cái quần lúc nãy đó nha. Form thì nó tựa như nhau nhưng mà màu là nó khác nha mọi người. Rồi comment giúp em là quần đậm kèm size, đủ size SML. Đó. Áo này là form rộng giấu quần, không phải form thường nha. Đây em ướm lên cho mọi người coi này. Thấy không? Form rộng giấu quần. Mấy cái áo form rộng giấu quần này là thường mọi người đi ra ngoài. Cái này hàng hãng luôn mọi người nhìn thấy không? Không phải hàng giá rẻ nha. Rồi màu đen với lại là màu trắng. Comment giúp em nha. Áo thun form rộng đen với trắng giùm em. Còn quần thì mọi người kèm size giùm em nha. Chấm bài giùm em đi mọi người. Quần là mọi người ghi cho em là màu nhạt, màu đậm. Rồi sơ mi còn cái này. Sao mà cái thằng này mày vô phòng mày chơi dùng cái đi Tú. Sao mà cứ lục đục một mình ở đây vậy? Rồi ghi giùm em nha. Đây mã này giùm em. Sơ mi giùm em nha mọi người.
Em hỏi áo 95 á, áo 95, áo 95 là form form ôm em. Áo 95 là form ôm. Rồi ghi giùm em nha, màu sơ mi giùm em nha mọi người. Comment giúp em là sơ mi này là hàng của Hot Girl 100% luôn mọi người. Nhìn cái tay áo này. Đây, nhìn cái tay áo xịn sò không? Áo này rất là xịn luôn, tay áo form chuẩn hàng xịn luôn. Cái này không phải hàng giá rẻ đâu mọi người, nhìn này. Đây. Mọi nhìn hàng này, không phải hàng xưởng đâu nha. Trời ơi. Mất công mọi người thấy người ta cũng dơ hàng này mà bán có 70-80 nghìn, 85 nghìn. Mà con Dung nó bán tới 130 lận. Không có đâu nha mọi người nhá. Nó phải đúng hàng thì người ta mới, em mới bán cho mọi người 100 mấy. Không lại một cái áo lời 70-80 nghìn đúng không? Rồi ghi giùm em nha, áo sơ mi 130 luôn giùm em nha. Cái này là hàng cao cấp đó mọi người. Ống tay của nó là ống tay phòng. Rồi ghi giùm em là áo sơ mi. Rồi áo chị Khanh này. Cái này cũng là có 2-3 loại hàng luôn. Có một hàng xưởng lên, có một hàng Việt Nam Quảng Châu, ở Việt Nam xuất khẩu. Và cái này là hàng Quảng Châu nha mọi người. Hàng loại 1 á. Rồi ghi giùm em nha. Sơ mi cho bé Ngân. Rồi ghi cho em là áo chị Khanh hoặc là áo BB màu trắng. Màu trắng xám với đỏ. Áo này lúc tối bao nhiêu vậy? Rồi mã này giùm em nha, ghi cho em là áo màu đỏ, màu trắng. Sơ mi cho Linh Linh, cho Linh Vương Kè. Đây. 140 giùm em nha. Áo này hàng loại 1 đó mọi người, màu xám, màu đỏ với màu trắng. Quần đậm M cho Ngọc Ly. Cái áo chị Khanh hot rồi là hot á. Xám cho chị Oanh Oanh. Xám đỏ với trắng. Trắng với chị Anna Trang Đài. Áo kèm màu giúp em nha mọi người nhé. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo kèm màu. Màu giùm em nha mọi người này. Nhìn là hàng loại 1 này, không phải hàng loại 2 đâu mọi người. Comment giúp em là màu nhá, trắng, xám với lại là đỏ. Trắng xám với đỏ giùm em nhá. Form rất là đẹp luôn. Xám cho Dung Nguyễn. Hàng loại 1 nha mọi người. Nhận hàng là phê luôn á. Nhận hàng là cầm lên là phê luôn á mọi người. Form rộng dấu quần nha. Nó chỉ sau hàng Âu thôi đó. Hàng Âu là tới cả triệu mấy lận đó mọi người. Rồi cái này nếu mà đúng chính hãng của nó là phải là 1 triệu mấy lận đó. Rồi cái này ghi giùm em là màu xám. Và cái này ghi cho em là màu đỏ nha. Cái này Tết mà có màu đỏ mặc ha. Trời ơi, sung túc cả năm. Không thì mọi người mặc đầu năm cho nó may mắn. Này lấy ở phía trong này này. Rồi ghi giùm em nha, trắng cho Thanh Huyền. Trắng cho Thanh Huyền. Áo này là hot, hot ơi là hot luôn. Hot từ vụ đánh nhau, đập nhau. Comment cho em là màu nha mọi người. Ai lấy màu thì ghi giùm em là màu. Trắng, xám với lại là đỏ nha. Áo BB mọi người. Áo chị Khanh. Đây áo chị Khanh cho dễ hình dung ha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em màu nha. Comment giúp em là màu. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Chia sẻ lại hình dung đi mọi người ơi. À áo dày, em còn một loại áo dày này nữa. Rồi áo dày giùm em nha. Dày này là dày hàng siêu cấp, không phải hàng rẻ nha mọi người. Áo dày hàng siêu cấp. Lâu rồi không like Facebook mất tương tác kê luôn đó mọi người. Facebook mà dạo này mà cứ để một thời gian không like nó giảm tương tác kinh khủng luôn á. Có mấy chục người coi luôn á. Rồi cái này ghi cho em là áo dày siêu cấp luôn. Cái này 140 luôn nha. Dày siêu cấp. Comment giúp em là áo nha mọi người nha. Áo dày siêu cấp á. Ai lấy áo thì ghi giùm em màu đỏ, màu trắng với màu đen. Ai đấy, em không có quần jean ôm đâu chị ơi. Rồi ghi giùm em nhá, đầu năm á chỉ có hàng xả thôi mọi người. Em đã về được hàng mới đâu. Quần jean đầu năm không có ai bán đâu mọi người, hiếm lắm. Hầu như người ta là đa số 100% người ta bán hàng quần jean là cuối năm tồn lại thôi à. Không ai có quần jean mới đâu, tại vì đầu năm làm gì đã nhập được hàng, cửa biên đã mở đâu mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, khui bom mọi người coi từ từ đi em ơi. Cho Nguyễn là áo dài trắng, cho Nguyễn lên địa chỉ giúp em nha. Thấy không? Rồi áo dài giùm em, áo dài đỏ cho Thu Ngân. Trắng cho Nhỏ Lự, trắng đỏ với đen. Mọi người nhìn là mọi người biết hàng siêu cấp rồi, không cần em phải nói đâu nhá. Này là không cần phải nói luôn, bộ chung mặc còn một bộ màu vàng duy nhất là hết luôn. Này là màu trắng này, mặc cặp rất là đẹp luôn. Này mặc cặp với bồ là siêu đẹp luôn đó mọi người. Hoặc là nhóm mình có 3-4 người á, mọi người mặc nhóm lên á. Hàng siêu cấp nha mọi người. Ví dụ em là trắng đỏ với đen nha.
Ai lấy áo dày thì ghi giùm em, bộ vô mặt còn có bộ màu vàng à. Đấy thì chốt nha. Hết màu rồi. Phải sale xuống rồi. Sale xuống còn có 120 rồi. Ok chị Châu Nguyễn. Mọi người cứ nhận hàng kiểm tra. Siêu xịt luôn. Này là màu đỏ, màu đen. Đó. Bộ em mặc không còn, còn màu vàng thôi chị. Em là nói là hết màu em mặc rồi. Còn bộ màu vàng duy nhất này, lấy thì chốt. Không lấy là em cũng chốt luôn em mặc. Bộ em mặc còn có bộ màu vàng thôi. Ai lấy bộ dung mặc màu vàng thì chốt, sale có 120 à. Rồi ai lấy áo dày nữa thì ghi giùm em nha. Áo dày kèm màu. Áo dày kèm màu. Không còn bộ em mặc nha, còn màu vàng thôi. Lấy thì chốt hết rồi. Rồi cái này ghi giùm em là màu trắng, màu đỏ với màu đen. Đó, ai lấy áo dày thì ghi giùm em là áo dày kèm màu. Áo dày kèm màu giùm em. Đây, form đẹp không? Để em mặc cho mọi người coi cái form áo. Gì nữa một lần thôi nha, có video cao không? Để đến thì chị gì quạo thì chị đập đến lúc đó để biết nha. Con nít thì chưa đi, đi ngủ đi. Cứ ngồi nói nhảm, bật nhảm, ai mà làm được. Đến khi tao quạo, tao đập cho rồi lúc đó thì khóc. Và 120 cho Nguyễn Thị Tú Trinh rồi hết. Đây, cái này là áo dày á mọi người. Thấy đẹp không? Cái này mọi người nhìn cái form này. Áo này là áo hàng siêu cấp. Đó. Ai lấy áo dày thì ghi giùm em nha. Trắng đen với đỏ. Trắng đen với đỏ giùm em. Ai lấy áo dày thì ghi giùm em là áo dày nha. Cái gì đây? 120. Còn áo thì là 140, còn set 120. Không nhớ giá thì hỏi nha. Ghi tầm 7 không à, biết bao nhiêu lần nói mà vẫn cứ hay ghi tầm 7 giá. Ôi, set đi chùa này. Set đi chùa có một set vàng này bom. Thúy Kiều luôn hả? Cái quen mà bom hàng trời. Trời ơi. Em choáng với khách luôn á. Nè, set lam đi chùa, em còn một bộ duy nhất, em tặng mọi người 100.000 luôn. Thế này em bán 145.000 là em đã bao cho mấy chị hàng loại 1 rồi đó. Rồi ghi giùm em nha, 100.000 set lam đi chùa. Có set duy nhất thôi. Ghi cho em là set chùa 100.000. Tặng cho mọi người 100.000 luôn á. Lam đi chùa 100.000 nha mọi người nhá. Lam đi chùa 100.000. Ghi cho em là set lam. Làm đi chùa cho Thu Ngân. Rồi cái này ghi cho em là đầm đỏ giùm em nha. Đầm đỏ. Đầm đỏ này là 169.000 á. Rồi xem mọi người 120 luôn. Đầm đỏ size S nha. Đầm đỏ size S giùm em. Thế rồi có bộ lam à. Rồi ghi giùm em nha. Đầm giùm em nha mọi người. Ghi cho em là đầm. Đầm đỏ. Nè. Set tao bao nè. Cái này đẹp lắm. Xuất sắc luôn mọi người, những cái vải này. Thấy không? Xịn không? Rồi ghi cho em là set vàng. Set vàng giùm em nha. Rồi xin không? Rồi set vàng nha. Rồi em share cho mọi người 99.000 luôn. Comment giúp em là set vàng 99k. Set vàng 99k giùm em. Đâu rồi? Rồi ghi giùm em là set vàng 99 đồng 100 em hết rồi. Lam đi chùa em có bộ à. Set vàng cho chị Hương nhỏ. Chị Hương nhỏ này đổi địa chỉ hay sao vậy? Cái này còn set đỏ này. Cái này là hàng của tao bao, hàng xịn đó mọi người. Cái này còn một đỏ với một đen nữa. À xanh đen chứ. Ừ, set này xinh nhá. Trời ơi mọi người, những cái hàng này em thề luôn á. Này 180.000 mà em giờ em sale. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi ghi cho em nhá, màu xanh đen. Màu xanh đen giùm em. Form siêu đẹp nha mọi người. Cái này không đẹp, không lấy tiền luôn á. Rồi cái này ghi cho em là xanh đen. Hết rồi mấy chị ơi. Hàng Lam đi chùa đầu năm không có đâu. Đầu năm toàn là hàng 2-3X không à. Không ai nhập hàng đó về bán live được mọi người. Hàng đó chỉ bán order thôi. Xét Lam là chỉ có hàng xả thôi mọi người. Không có hàng giá rẻ vậy đâu.
Rồi ghi giùm em nha, đừng comment xếp lam nữa, có bộ à. Rồi cái này là màu đỏ giùm em, xanh đen cho Hương nhỏ. Rồi cái này ghi cho em là đỏ nha mọi người. Dây này về mọi người bỏ ra giùm em nha. Hello chị Út Trang. Rồi cái này ghi cho em là màu đỏ giùm em. Màu đỏ. Này đẹp chưa? Đó, form là áo là vải rất siêu mềm luôn. Quần nó mặc đã lắm mọi người. Rồi ghi cho em là màu đỏ, màu xanh đen với màu này gửi màu xanh min nhá. Màu xanh min. Màu xanh min nha mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là set kèm màu. Này là xanh min nhá. Vải rất là đẹp luôn. Rồi comment giúp em là xanh min. Xanh min nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Form với vải đẹp lắm. Comment giúp em là xanh min đỏ nhá. Vải đẹp ơi là đẹp luôn á. Áo chị mặc còn. Áo chị mặc có 3 màu á. Đỏ đen với trắng. Này đưa móc cái áo mặc đi. Đỏ đen với trắng nha em. Lấy thì chốt mình dung nha. Ai lấy áo thì chốt mình dung là éo. Rồi khoác xả khoác với mấy bàn. Khoác còn 6-7 cái gì á. Sale luôn. Khoác hàng cao cấp. Chia sẻ bài giúp em đi mọi người. Sao đầu năm like chán chứ người ta tưởng like buổi tối chán chứ like buổi ngày cũng y chang luôn. Buồn rười rượi luôn nè. Xanh min cho đủ hồng. Đầu năm mà like hàng xìu quá. Không thấy khách đâu luôn ấy. Buồn rồi đó mọi người. Ai lấy lọc của em đi đâu rồi. Rồi ghi giùm em nha. Khoác xám 95.000. Áo thun mặc với gì, đang tìm áo thun mặc với váy ngắn ái dung. Áo thun mặc cái váy ngắn em chả biết là áo gì luôn á. Chỉ kiếm và kiểu gì rồi. Áo khoác xám môn. Còn hai màu thôi. Xám với môn sale 95.000. Cái này là khoác dày nha mọi người nhá. Em có áo thun ôm thôi. Còn áo ngắn em không biết là áo nào hết. Xanh min cho Như Quỳnh set á. Rồi cái này ghi giùm em nha. Khoác 95.000 có hai cái. Áo mặc còn 140, hàng siêu cấp. Cái này ghi giùm em nha. Mã này ghi giùm em là khoác màu xám với lại là màu màu môn. Khoác xám với khoác môn. Cái này là vải xịn nha mọi người, không phải vải rẻ đâu nha. 95.000. Comment giúp em nha. Áo comment giúp em là áo khoác kèm màu nha. Chia sẻ lại giúp em đi mọi người. Không có set thể thao nha, em chỉ có set đùi thôi. Áo đang mặc cho Xuân Dương. Rồi áo khoác giùm em. Form áo khoác đẹp xỉu luôn á. Chốt hàng khách mới vui lòng cho số điện thoại địa chỉ cho mấy chị ơi. Ít ra thì cũng phải cho em số điện thoại nha. Chốt hàng không cho một cái thông tin gì hết. Ai mà chốt được mọi người. Khoác xám cho Kim Thảo. Đưa cái màu xanh min đây. Có đồ bộ quần dài không? Như là có mấy bà ơi. Mang nó dày kinh khủng luôn đó mấy chị. Mà kéo khoác đây là phê luôn á. Này thấy không? Xịn không? Rồi ghi giùm em nha. Khoác kèm màu. Em đang có bầu nên nó hơi phùng một tí xíu. Có cái xanh min này. Đó, có 95.000 một cái áo khoác xịt sò như thế này. Set đang mang, không phải set nha, áo thôi, 140. Này là màu môn. Màu này là siêu đẹp luôn. Mọi người thấy cái chất không? Chất của nó form rất là đẹp. Rồi ghi cho em là màu môn. Màu xám với là màu xanh min. Cái cổ của nó kéo lên thì mấy chị, nó siêu cao luôn á. Nè, thấy không? Cổ là siêu cao vời vợi luôn. Đó, túi này. Phát xám với chị Anna Trang Đài. Còn không? Thúy Hằng lên địa chỉ. Mua bên em là phải lên địa chỉ ở trên line đó mấy chị ơi. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Cho địa chỉ trên line mới chốt được. Rồi ghi giùm em nha. Rồi em còn một môn với lại là một xanh min nữa là hết. Một môn với một xanh min. Ai lấy môn thì chốt môn, ai lấy xanh min thì chốt xanh min. Min. Môn cho chị Phương Vũ. Áo đẹp muốn xỉu luôn đó trời. Áo dung mặc là có 3 màu á. Xám còn không? Xám cho chị Trần Thị Huyền Trang. Này, áo dung mặc là màu đỏ. Màu đen với màu dung mặc là màu trắng. Đỏ đen với trắng. Ghé shop lấy. Chị ơi đầu năm á, ghé thì ghé sớm nha. Chứ đầu năm không có giữ hàng đâu nha chị gái nha. Ghé mai hoặc mốt chiều đừng có ghé. Ghé mai hoặc mốt nha.
chứ em không có giữ giống như năm trước đâu, cứ cả tháng rồi mới ghé, tới khi kêu lấy hàng không ai lấy hết. Ui áo này còn cái thì mấy chị. Mọi người đầu năm nếu mà ai muốn ghé thì mọi người phải ghé sớm nha, đầu năm em không giữ đơn đâu. Ê, nhưng mà đừng có ghé trong ngày hôm nay, mai hẳn ghé. Áo này còn có cái duy nhất. Ghi cho em là áo chứ mọi người. Comment giúp em là áo. Áo này em xài mấy chị trên live hôm qua có 140 hả? Cái này là hàng hãng cao cấp luôn. Tối hôm qua em có mặc cho mấy chị rồi đó. Hàng hãng cao cấp luôn, không phải hàng giá rẻ nha. Lưu ý giùm em. Cái này là hàng hãng luôn. Hết rồi đúng không? Cái áo này là hết rồi đó. Còn đây đúng không? Nè, mọi người nhìn cái áo trắng hàng của Hot Girl luôn này. Không phải hàng giá rẻ nha. Ghi cho em là áo trắng chấm bi. Áo Mickey á, tối qua em có mặc rồi, siêu đẹp luôn. Này mặc với quần ngố cũng đẹp, mặc với áo thun dấu quần, mặc với phông dấu quần cũng rất là đẹp luôn. Rồi comment giúp em nha. Áo chấm bi hả? 130 sao ghi lên 140? Cái bọc vừa mới mút xuống 140 kìa. Xe 130 mấy chị, nói lộn giá nha, 130 còn hai cái. Comment giúp em là 130 nhá, đợi xíu cột cái dây. Áo kèm màu. Áo áo là được, áo trắng là được mọi người. Áo trắng là được nha. Giúp em là áo trắng là được nha mọi người. Ôi quần tây này. Quần tây này lúc tối em xả có 95.000 thôi đó. Còn SML, quần tây này thì khỏi phải nói về cái độ xịn của nó rồi nha mọi người nhá. Quần tây cao cấp SML dùm em, kèm size dùm em nhá. Ngại gì mà không ghi cái chữ to to, đằng trên là 130.000 ta cứ ghi nhỏ xíu ở dưới chi vậy. Rồi ghi dùm em nha. Ghi cho em là quần nha mọi người, SML quần tây á. Cái quần mà mọi người hỏi em nhiều nhất luôn á. Còn nó mấy cái à? SML, em còn có từng này đủ size thôi. 9 cái, 8 cái đủ size nhá. 8 cái đủ size SML thôi. Bạn nào lấy thì em để mọi người 95 luôn. Em mời cho Thu Hằng, S cho Ngọc Diệp. Em nói trước nha, quần này là không có hàng để về lại đâu. Còn nó mấy cái thì em xả mọi người 95 luôn. Quần tây form baggy á, cái form mà em bán gần 10.000 cái cho tới bây hiện tại bây giờ không nói deal luôn á. Rồi ghi giùm em nhá, quần tây SML. Cái này mọi người mặc với áo form gì cũng đẹp. Đôi áo phong ôm này có chữ theo đi em. SML, L cho Nguyễn Minh Thương. Rồi cái màu trắng đi. M cho Minh Ngọc, S cho Ngọc Trâm. Ngọc Trâm lên địa chỉ giúp em nha. Khách mới vui lòng cho em địa chỉ nha. Tại em bán hàng là phải có địa chỉ á. S cho chị Nga Lê. Đây mọi người mặc với là áo này nè. Hoặc là áo sơ mi thôi cũng rất là đẹp luôn. Đó, form rất là đẹp, SML nha. Rồi còn còn 4 cái đủ size thôi mọi người. Hết rồi đúng không? Là còn. Nè, mọi người mặc với áo thun phong ôm thôi cũng đẹp. Chị L cho Thu Hương. Ok chị Ngọc Trâm, cảm ơn chị nhá. Em M nha bé Tiền ơi. Đây mọi người, má thề luôn, cái phong quần tây em bán không dưới 10.000 cái luôn á. Út Trang, chị Út Trang này, chị Út Trang lấy áo này không? Áo này có màu á, mà còn nó mấy cái à? Xả còn nó 79 à. Em M chị Hà Nguyễn. Áo này em xả có 79 mà hàng loại 1 đó chị. Màu nu, màu xanh. Áo này mà mặc quần gì cũng đẹp luôn á. Đầu năm chị đừng có xả hàng chị ơi. Sao đầu năm chị không có lấy vía tốt cho em mà chị cứ đi xả hàng vậy mọi người. Đầu năm em vừa mới like mở hàng luôn á. Vừa mới mở mắt, vừa mới mở hàng luôn á mấy bà. Mấy bà toàn là xả hàng rồi đổi hàng không à. Chị quên là áo trắng. Áo trắng như Ngọc Trâm rồi hết. Đầu năm vừa mới mở mắt luôn đó mấy chị. Mọi người buôn bán mọi người phải biết kỹ cho người khác chứ, đúng không? Buôn bán gì mà đủ màu cho chị Trang. Quần tây sẽ cho bé Ngân. Tại vì năm mới em chẳng muốn chửi bới ai luôn á. Nhưng mọi người mà vô mở hàng, mọi người không mở hàng thì thôi, mọi người đứng nhìn thôi cũng được. Chứ đừng có vô mua rồi cứ xả lên xả xuống, vía người ta vừa mới đầu hàng người ta. Đầu năm em đã lì xì, đã tặng cho mọi người, đã phi ship cho mọi đơn hàng 200.000 rồi. Mà tối tới giờ 3-4 người xả hàng luôn á. Vừa mới mở mắt tối, vừa mới mở mắt live stream là đã có người vừa mua có cái là đã xả rồi. Em cũng đã không chửi rồi.
Đầu năm mọi người phải biết kỹ chứ mọi người. Nguyễn Quyên thêm màu đen. Chứ ai vô mua hàng mà mọi người thử đi ra chợ đi, vừa mới mua cái quay lại mọi người trả ai, có ai chửi mọi người không? Đúng không? Cái vía mở hàng là rất là quan trọng luôn. Nhiều người vía xấu là cả cái năm đó người ta không có buôn bán được luôn á. Rồi ghi giùm em nha, màu nu, màu xanh. Có 4 5 màu à chị ơi? 4 màu à? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhé, có 4 màu thôi. Áo này là rất là xịn sò luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Áo dung mặc 140.000. Áo dung mặc 140. Rồi quần tây là SML 95 nha mọi người nhé. Tây SML 95. Ai lấy quần tây thì ghi giùm em là quần tây nhé. SML. Quần này mọi người mặc với sơ mi cũng đẹp. Nói thì mất công nặng nhẹ thiệt á. Em chả muốn chửi nhau nặng nhẹ với khách luôn á. Mà cứ đầu năm là cứ hễ cứ bắt đầu like năm nào cũng vậy luôn á. Cái áo sơ mi lúc nãy có tay đi chữ đâu rồi. Tối vừa, nãy có một cái ở ngoài sao? Đây mọi người mặc cái áo sơ mi này cho em này. Sơ mi với quần tây là đi với một con set rất là xịn sò như thế này luôn. Đó. Mọi người nhìn cái áo sơ mi giùm em đi mọi người. Không phải hàng giá rẻ đâu nha. Tại vì em bầu bì em ít, em không có mặc luôn á. Em không có mặc đồ để like được luôn á mọi người. Em dơ form thôi, vậy lưu ý giùm em. Nhà em không bán hàng rẻ nha. Nhìn hàng giùm em này. Hàng Quảng Châu loại 1. Áo dung mặc 140. Đây. Nè. Sơ mi cao cấp hàng loại 1 luôn. Đây. Ống tay của nó là phồng và sơ mi này trong xe còn có 130.000 thôi. Ai lấy sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi nhá. Quần thì ghi giùm em là SML. Quần tây này là form rất là đẹp luôn mọi người. Những ai mà đã mua quần tây này mấy năm trước, em bán 3 năm trước cho tới bây giờ luôn á, mà toàn là 135 thôi. Giờ em bán xe mọi người có 95 thôi. Sơ mi là 130 nhá. Sơ mi hàng loại 1. Sơ mi hàng loại 1 luôn á, 130.000. Cái này sơ mi mọi người mặc đi chùa hoặc là mọi người mặc form dấu quần cũng rất là đẹp nha. Rồi ghi cho em là quần tây kèm size. Quần tây kèm size giùm em. Chấm bài hộ em cái đi mọi người ơi. Chấm bài cho nó có tương tác này. Sao mà đầu năm buồn dữ vậy ta. Đầu năm quá buồn luôn ấy. Rồi set sẽ book body sale luôn. Quần tây sẽ cho bé Nga. Mọi người ráng chấm bài đi mọi người. Đi đâu hết rồi. Gì? Chứ mấy cái đó là cái gì ạ? Rồi cái này, đúng rồi, hết hôm nay là chốt đơn á. Đầu năm em không có giữ đơn lâu mọi người ơi. Like nào đi like đó nha. Rồi set này em xả mọi người 130 luôn. À 120 đi. Set book body cao cấp á, 120. Có chân váy hàng xịn luôn này. Rồi set book body 120. Cái này mà mặc đi chụp hình là siêu đẹp luôn. Quần tây em hết rồi. Nhìn kỹ cơ, mấy cái đó có phải quần tây không? Nhìn kỹ cái đi em. Mất công chị ơi, còn quần tây nè này. Sơ mi trắng cho Thảo Ruby. Rồi cái này ghi cho em là set book body 120. Book body 120 giùm em nhá. Ghi cho em là set book body. Ừ, đó. Cũng như vậy á. Ơi bó tay luôn, quần tây L cho Thảo Ruby. Chán không mình nói. Đến khi là bắt đầu ừ còn. Rồi set giùm em nha, set ngố mấy chị. Nãy bạn nào hỏi set ngố. Xả hàng thôi nó có ít lắm. Trời ơi, cái quần này mấy bà ơi. Set ngố này hôm bữa là xả 145 đơn cái màu đây. Set ngố này em xả cho mọi người luôn. 99.000 luôn. Book body chị Nga. 120. Trời má set ngố rồi mấy chị. Nhìn cái hàng giùm em nhá. Em thề luôn là rất là xịn luôn. Set ngố màu vàng 100.000 luôn. Tặng cho mọi người 100.000 đưa cái màu cái set ngố đâu rồi. Em rút cái màu mà. Màu hồng, màu trắng với màu vàng. Set ngố 100 nha. Hàng Quảng Châu.
Nhìn cái quần là biết hàng xịt rồi. Nhìn cái quần là biết hàng xịt rồi mọi người. Đó, nó màu vàng, à, màu hồng đẹp chưa. Rồi set ngố, comment giúp em nha. Cái này là màu màu hồng. Màu hồng nha mọi người nhá. Màu hồng giùm em. Đây, đỉnh không. Rồi comment giúp em là màu. Cái này là màu vàng, màu hồng và màu đen, màu trắng. Áo trắng quần đen nha mọi người nhá. Áo trắng quần đen. Áo trắng quần đen giùm em. Đây nha mọi người. Đó, ai lấy thì ghi giùm em là set ngố kèm màu. Ngố nha mọi người nhá. Ai lấy ngố thì ghi giùm em là ngố. Nè. Set ngố form siêu đẹp và quần cũng siêu đẹp luôn. Rồi ghi giùm em là ngố nha. Sao lại ế ngố ta? Ngố đẹp mà. Ôi được Tết mà sale mấy cái set này thì thôi luôn đó mọi người. Chốt nườm nượp luôn á. Rồi ghi giùm em nha, ngố kèm màu. Ngố kèm màu giúp dù. Đổi số điện thoại cho bé Nga này. Set ngố áo trắng quần đen cho chị Út Trang. Rồi set ngố trong xe có 100.000 luôn đó mọi người. Thiệt luôn đó. Set ngố xả có 400.000 luôn đó mấy bà. Biết là cái gì đây. Ui quần nhung màu đen này. Thề luôn á. Quần nhung mà mọi người kiếm được màu đen ngố vàng cho chị Phương Quỳnh Nguyễn. Ngố bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Trời ơi cái quần nhung. Quần nhung 180 á. Rồi xem mọi người 99 luôn. Nhung này không kiếm được màu đen luôn đó mọi người. Nó sót lại có mấy cái à. Bữa trong năm á, cái ngày live cuối cùng đó, em chỉ xả màu nâu thôi, hết màu đen á. Nhớ lòi ra mấy cái màu đen này ghi giùm em nhá. Quần nhung đen giùm em. Quần nhung màu đen á. Quần tây size L chị Nga Lê. Quần tây còn đủ size mấy chị. Ê từ. Thì có chán nhi ghê luôn á. Quần tây này đâu phải quần tây đó đâu. Sao mày đưa mẫu này? Em mới lấy cái này ra cho chị like. Đưa đây. Rồi ghi giùm em nhá, quần tây em còn á. Set ngố kem màu đi mọi người ơi. Đây này, quần tây này em còn nha mọi người nhá. SML nha mọi người. SML. Quần nhung nhung xả còn có 100.000 à. Nhung này em xả còn có 100 thôi. Đây nha mọi người nha. SML. Quần nhung á thì nó không có size. Nó chỉ có một size duy nhất. Và form bao nhiêu ký cũng vô được hết. Vì là nó là co giãn á. Quần nhung sale còn có 100. Cái này hàng loại 1 nha mọi người nha. Đơn tối qua chưa có đi. Đây nha mọi người. Quần tây á SML dùm em. Đơn tối qua là chiều nay chốt luôn đó mọi người. Em không có dồn like nữa. Tại vì like đầu năm không có dồn nhiều nha mọi người nha. Đầu năm không có dồn like nhiều. Like lấy lọc cho nên là chị đi hàng luôn. Chứ không có dồn đâu nha mọi người. Ráng like cho mọi người tới chiều á. Rồi chốt đơn luôn á nha. Nên ai lựa cái gì thì đơn trên 200.000 là chỉ có được hôm nay mới được free ship thôi. Còn những ví dụ như ngày mai ngày mốt em không có cho dồn nha. Ví dụ bạn nào có cái á là phải chuyển khoản thì em mới giữ. Đầu năm em không có giữ không nha mọi người. Rồi ghi giùm em nhá, mã này giùm em. Comment giúp em là quần tây size S, size M và size L giùm em nhá. S, M và L giùm em. Đó. Comment giúp em nha. Comment giúp em là màu. Rồi quần nhung giùm em nhá. Nhung. Nhung là 100.000. Share cho mọi người. Rồi ai lấy quần thì ghi giùm em là quần nhá. Rồi sơ mi giùm em. Sơ mi. Sơ mi này thì mọi người biết nó hot trang demo bán 550.000. Mọi người về mua chỉ trang xong rồi mua của em có phải là đúng một loại không? Đây. Rồi sơ mi em sale tặng cho mọi người trên live 150 luôn. Đó. Ở đâu? 160 chứ. Nói lộn. 160. Chuẩn hàng siêu cấp luôn nha mọi người. Sơ mi siêu cấp á. Ai lấy thì ghi giùm em là sơ mi nhá. Đây mọi người nhìn thấy hàng chưa? Đó, bà Trang Nemo đang bán là giá 550.000. Nó vừa mới like tối hôm qua hôm trước thì xong á. Rồi sơ mi siêu cấp giùm em. Để mọi người 160 luôn. Quần nhung ơi chị Tú Ngô. Trâm Hà lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Rồi ghi cho em là quần nhung mà phối với cái này cũng rất là đẹp luôn mọi người. Quần nhung mà phối với cái áo sơ mi này rất là đẹp luôn. Sơ mi chị Quyên 160.
em còn có 10 cái thôi. Trâm Hà lên số điện thoại địa chỉ. Đó, cái sơ mi này là mọi người mặc lên là form rất là đỉnh luôn nha mọi người. Mọi người đi mua ngoài mọi người cũng biết là 200 mấy, không ai bán thì mới chỉ 190.000 cái sơ mi này luôn á. Không bao giờ ai dám bán cái sơ mi này dưới 200.000 luôn. Tại vì nó là hàng loại 1 nha. Còn hàng loại 2 mà ở đây là nó in á thì em không có nói. Còn ở đây mọi người nhìn cái hàng giùm em này. Phải hàng in đâu nha. Tiền nào của đó mọi người. Mua nhà em ra đã rẻ hơn được vài 300.000 rồi đó. Còn đi mua chỗ khác là chấp nhận thôi mọi người. Darling là sơ mi 160. Mua hàng siêu cấp mà chỉ có 1XX là quá bèo luôn rồi á. Đây, thấy form đã không? Rồi còn 8 cái thôi. Ai lấy sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi nhá, kèm màu. À lộn, sơ mi là được 160. Này mấy bà phối với quần nhung là đẹp lắm luôn á. Phối với quần nhung này này, hành phong rộng giống quần á. Hoặc là một cái đóng thùng lên cũng rất là đẹp luôn. Đóng thùng lên cũng rất là cưng luôn. Sơ mi cho Hoàng Linh. Đây chị miếng nước coi. Sơ mi cho Hoàng Linh 160 thôi mấy chị ơi. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nhận hàng mấy bà cứ kiểm tra thoải mái cho tôi. Mất công tôi nói mấy bà kêu là mua hàng không cho kiểm tra hàng là hàng bị gì. Không có đâu mọi người ơi. Em bán hàng đó giờ luôn á. Rồi quần giùm em nha. Xem lại set bộ với chị. Set bộ này em ơi, nãy giờ chị có like set bộ nào đâu. Set ngố hả? Quần tây hàng 190.000 á. Size gì vậy em? SML. Cái quần này là quần mắc nha mọi người nhá. Quần tây form nó là dạng loe nha mọi người. Quần tây loe á. Hàng này 195.000. Rồi share cho mọi người trên like 135. Có mấy cái thôi. SML đủ nhưng mà có 2 ri à. SML đủ nha. Ghi cho em là quần tây giùm em. Quần tây SML. Trời ơi, quần này mà mặc đi lễ á mọi người. Hoặc là mặc đi làm, hoặc là mọi người đi dạy học á. Trời ơi, mặc thôi luôn á. Đó, mọi người mặc đi đâu cũng rất là đẹp. Ai xịn ha. Nó mặc say gì để cái nào mà đi lễ. Qua năm là phải đi lễ rồi đó. Bầu mặc quần tây đi lễ chạy làng luôn. Rồi ghi giùm em nha. 135 kèm size giùm em. Nó đẹp quá ha. SML. Trâm Hà là set ngố màu hồng nè. Với lại quần tây hãy chốt quần tây size gì vậy? Tây trước. Từ từ. Nãy Trâm Hà chốt quần tây kia màu gì á, size gì á? Size S cho Đan Linh, size L cho Thúy Oanh. Quần này nè, L là dưới 60kg em ơi. S dưới 48, M dưới 53 và L dưới 60. Các quần đẹp ha. Thề luôn á, em mong là em đừng có bầu mà em mặc cho mọi người coi cái form của quần này. Nhức nách luôn, danh dự luôn á. Rất là xịn xò. Rồi mọi người cái vải này. Vải đã không? Vải của quần tây luôn nhá, chứ không phải là vải hàng nhái lên đâu mọi người. S, M và L giùm em. Dây kéo này á, mọi người có thể mặc được hai kiểu. Một là dây kéo đằng sau, hai là dây kéo đằng trước. Mặc được hai ba kiểu luôn nha mọi người nhá. Trước sau nó đều như một á. Ai mà muốn để dây kéo đằng trước cũng được, mà muốn để dây kéo đằng sau cũng được. Nói chung là tùy mọi người, muốn giấu dây kéo thì để đằng sau. Còn mọi người mặc giống như cái dây kéo của quần jean á thì mọi người bỏ đằng trước. Đó, mặc hai kiểu đều được nha. Nhưng mà theo em đẹp nhất là mọi người để cái bản này đằng trước, nó sẽ đẹp hơn. Đẹp lắm, 135 thôi. Siêu đẹp nha mọi người nhá. Chị Trâm Hà lại lấy quần tây gì, size gì vậy? Quần tây trước size gì á? Size S cho chị Mai Biên, 135. Nó đẹp quá ha. Thiệt có mọi người. Nó là dạng loe nhẹ nha mấy bà. S cho chị Đỗ Hồng. Nè mọi người nhìn cái ống của nó đẹp không? Mọi người cầm cái quần tây là mọi người chết mê chết mệt luôn. 135 một quần quá rẻ luôn đó mọi người. Phối với sơ mi cũng đẹp, phối với áo thun cũng đẹp. Phối với áo 2 dây cũng đẹp nữa. Mọi người mà có áo 2 dây á, mọi người phối vô cũng rất là đẹp nha. Rồi ghi cho em là quần kèm size S, M và L giùm em. Cưng ha. Không phải cưng mà nó sang. Form, nhìn cái form quần đi. Đã không? Rồi ghi cho em nha. Quần kèm size S, M và L. SML giùm em nha. Thúy Hằng lấy size gì chị ơi?
Rồi set này tặng luôn cho mấy chị. Set này 140, set cho mọi người 89.000. Có cái không mấy chị ơi? Set thể thao đùi á. Rồi 89.000 ghi cho em là set nha. Set thể thao vải này, vải Quảng Châu nha. Vải cái áo mà em bán mọi người 85.000 á. Rồi ghi cho em nha, set dùm em. Set 89k dùm em, ghi cho em là set. Set 89 cho chị Quyên. Thúy Hằng lấy quần tây size gì á nàng ơi? Lấy quần tây size gì ấy? Lấy quần tây size gì comment giúp em. À còn mấy set ngủ này. Set ngủ còn mấy set sale luôn. Rồi set vàng. Set vàng này tối em bị điên điên, em xả lỗ quá này. Lê sẽ cho Thúy Hằng. Ok chị nè. Thế này là hàng cao bao á. Cái này hàng loại 1. Tụi em xả có 120 à. Rồi ghi dùm em nha. Quần trước M là chị Trâm Hà. Thế xám còn không, lên lại em xem với. Thế xám nó còn không ta? Đây nè, đây, đây còn không? Nè mở ra phải không? Khác hay sao? Rồi set vàng xe 120. Set vàng bữa trong Tết em bán cho mấy chị á. Sơ mi là cái gì vậy? Sơ mi Kim Pha là lấy sơ mi 160 đúng không nào? Rồi set cao cấp dùm em nha. Xe cho mọi người 120 luôn. Có set à? Này, hàng cao cấp cho mọi người. Rồi ghi dùm em nha. Set vàng 120. Xả luôn 120 cho Tú Trinh. Bét ghi rách có màu đậm không chị? Không nha người đẹp. Em còn một bét ghi mà nó là hàng của Mickey á. Đẹp lắm. Mà không biết nó nằm ở đâu rồi. Chả biết nó nằm ở đâu luôn á. Rồi set này, set ngủ tiểu thư á. Tú Trinh có set vàng rồi em ơi. Đây, set ngủ tiểu thư hàng 2XX á. Rồi xả mọi người 140 á. Tối em còn mấy bộ này. Đây, set ngủ hàng loại 1 nha mọi người nhá. Rồi ghi cho em là set ngủ. Cái set ngủ mà đợt em mặc like mọi người hỏi nhiều á. Ai lấy thì ghi dùm em là set ngủ nha mọi người. Bởi vì cái vải là mọi người biết hàng xịn rồi. Đó. Rồi ghi cho em là set ngủ 140 dùm em. Xịt sò không? 140 có màu đỏ với màu đen nữa. À màu đỏ với màu hồng. Mở màu dùm chị không? Màu đỏ với màu hồng 140 mọi người mua hàng loại 1 luôn. Ngân ơi cho chị cái màu đi. Ngân để chị lên màu cho chốt này. Rồi cái này ghi cho em là màu đỏ nè. Vải nè, form nè. Rồi màu đỏ. Cầm đi từ từ. Màu đỏ dùm em nha. Đây Phương Hồng sờ vô cái vải là phê luôn. Màu xanh, màu đỏ. Cái màu đấy. Màu hồng. Đưa cho chị một cái một thôi. Cái vải này nó trùi lắm. Đây, đỏ cho Dung Nguyễn. Chốt nhanh thì còn màu nữa mấy chị. Hết có từng đó thôi đúng không? Rồi màu hồng này. Và màu kem. Ha, đẹp xuất sắc luôn á. Đó. Đó. Xanh cho Ngọc Trâm. Rồi còn một xanh. Đỏ còn có set luôn. Xanh cho bé Ngân. Hết xanh hả? Rồi còn một xanh em đang cầm. Cái này là màu hồng mấy chị. Cái này 140 tiền nào á. Của đó mà mọi người đã sale xuống. Mọi người quá rẻ luôn đó mọi người. Đỏ cho Nhung. Hết đỏ nha. Rồi còn một xanh, một kem với một hồng là hết. Bé Tiên bom hàng rồi em ơi. Rồi cái này ghi dùm em là màu hồng nhá. Màu dung dơ trên like sao là màu ngoài vậy luôn á. Tại vì không có xài app like á mọi người. Nên nó thấy hơi tối đúng màu luôn á. Nè, màu kem này. Ai lấy thì ghi dùm em là màu kem nha. Nó sang quá. Màu kem. Màu kem, màu xanh, màu hồng. Mỗi màu còn có set à. Này là màu kem nha mọi người. Nó vải đảo quá. Màu hồng. Ai bánh bèo thì lấy màu hồng nha. Màu hồng dùm em. Và màu xanh. Này là xanh nha mấy bà. Xanh min luôn. Cưng không? Này nơ về mọi người cột lại bự bự xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Này nó hơi nhỏ đây. Cột lại bự như thế này nó sẽ cưng hơn này. Lấy áo dung mặc cho Ngọc Ly. Ok người đẹp đây. Cái này là màu xanh nha. Cái má màu xanh cưng quá này. Còn có set à. Ghi cho em là xanh nha mấy bà. Chị ơi bữa điện thoại em mất chứ không phải bom hả? Bé Tiên giờ chị chịu á, cứ có nằm trong danh sách bom hàng là phải cọc, chuyển khoản cọc rồi Dung mới chốt nha. Rồi set lúc này á, mọi người hỏi còn set xám không, còn có set đen à.
79.000 à 89.000 đó. Bà nào nãy hỏi còn xám không mà Dung còn có set đen thôi. Đó, bạn nào lấy đen thì cứ dùm em. 140 á mà Dung xả còn có 90. Hàng này hàng xịt nha mọi người nhá. Rồi ai lấy thì cứ dùm em nhá, 90.000. Comment giúp em là set set đen 90. Set đen 90.000 nha. Ai lấy set đen thì cứ dùm em là set đen, áo Dung mặc còn cái. Ai lấy áo Dung mặc không? Áo Dung mặc còn một cái màu trắng. Áo Dung mặc còn một cái màu trắng xanh cho chị Quỳnh Phạm. Sơ mi này cũng còn có một cái luôn. Trời ơi má ơi, không lại để mặc bầu trời. Xinh quá. Đây còn cái nào màu trắng không ta? Trời ơi má ơi, cái sơ mi có một cái màu xanh thôi mọi người. Rồi để mọi người 160 luôn. Màu trắng còn này. Trời má ơi, cái này xinh lắm. Trời má ơi, chắc rụng mủ luôn á. Sơ mi này là hàng tao bao. Em bán hàng gì em sẽ nói hàng đó cho mấy chị. Trời ơi, này nhìn hàng chưa. Rồi ghi giùm em nha. Màu trắng. Màu trắng với màu xanh. Trắng còn 3 cái, xanh còn có 1 cái thôi. Xanh cho chị Trà My rồi hết. Rồi còn trắng. Má ơi, mọi người nhìn cái sơ mi này. Cái này là hàng trong Tết mà hết rồi. Còn có 3 cái trắng thôi là hết nha mọi người nha. Xinh ha. Hàng sơ mi Quảng Châu á mọi người, tao bao á. Cái này mọi người mặc với lại là quần nhung á, xuất sắc luôn. Đóng thùng lên cũng đẹp. Rồi, Nguyệt còn xét luôn, siêu đỉnh luôn. Rồi ghi cho em là sơ mi trắng giùm em nha. Trắng nha mọi người. Ai lấy trắng thì ghi giùm em. Form baby doll. Ống tay của nó cũng là dạng baby doll luôn. Rồi ghi giùm em nha, sơ mi trắng giùm em. Ai lấy thì ghi giùm em là sơ mi trắng. Comment cho em là sơ mi trắng dùng em nha. Xếp ngủ tiểu thư này, còn xếp. Ok chị đẹp. Cái này hàng của tao bao luôn mọi người. Cái xếp ngủ em còn có 4 set à. Còn 4 set. Cái ngủ này hơi mắc, nhưng mà em xả, hôm qua em xả luôn. Còn má ơi, úi trời ơi. Đây đây đây, em cho mấy chị coi cái màu. Lấy chị ra cái màu hồng sữa nữa đi. Trời ơi, mấy bà ơi, có nhớ cái set ngủ bữa em mặc mà cuối năm không? Màu đỏ này, còn set. Đỏ còn một set. Má ơi, màu vàng này mấy chị. Nhìn cái chất của cái này là mọi người biết hàng xịn rồi. Rồi xả mọi người 130 luôn. Sơ mi cho chị Trang Đài, màu trắng. Màu hồng sữa này mọi người, đẹp chưa? Còn nó 6 set à. Nè, màu hồng sữa, về gài nút giùm em nha. Form quần của nó này. Rồi màu hồng sữa với lại là màu xanh. Phê luôn. Xe có 130 thôi đó. Đẹp chưa? Này về gài nút giùm em nha. Chưa gài nút hết. Set ngủ kèm màu. Đẹp quá. Về gài nút đi mọi người. Móng tay em không có gài được. Gài nữa nó lâu lắm. Cái chân quần này. Xin nhau. Rồi ghi cho em là set ngủ Quảng Châu. Rồi comment giúp em là set ngủ Quảng Châu màu xanh, màu hồng sữa, màu vàng với lại là màu đỏ nha. Ai lấy màu nào thì chốt giùm em là màu đỏ. Cái này là màu xanh giùm em. Này là dạng set ngủ tiểu thư á. Xanh cho Phương Phương Thảo rồi hết luôn. Hồng cho Út Đẹp. Hồng đỏ vàng thôi. Set chị đang cầm có đỏ không? Còn đây mấy chị. Có set đỏ. Đỏ hồng với lại là vàng nhá. Ai lấy thì ghi giùm em. Thấy mấy cái set ngủ này đẹp ghê luôn đó mọi người. Mặc lên là thấy cưng luôn á. Nè, mọi thấy không? Tay phối ren, chân quần cũng phối ren luôn. Em còn một đỏ. Hồng cưng lắm luôn đó mọi người. Màu hồng sữa. Em mà bán màu hồng là chuyên gia bán màu hồng sữa thôi mọi người. Hồng sữa cưng không? Hồng sữa. Đỏ chị Anna Trang Đài. Rồi hết. Còn một hồng hồng sữa với một vàng. Siêu đẹp luôn, hết rồi đó. Này là đã sale xuống 130.000 là không có hàng nữa đâu mọi người. Nó màu vàng cũng cưng chưa? Rồi ai lấy vàng thì ghi giùm em là vàng nhá. Vàng nha mọi người. Ai lấy vàng thì ghi giùm em là vàng 130. Rẻ, đẹp, chất lượng. Bỏ xanh của Phương Thảo ra đi. Mấy bà tần cho cái vía cái gì vậy trời. Like đã cảm giác buồn bã trong người luôn rồi. Mà vô cái like ai cũng xả hàng luôn á. Sao vậy mọi người?
chán ghê luôn á, không để cho mấy chị vô danh sách bom hàng thật đấy. Đó mọi người thấy không, nãy giờ không thật là khách xả luôn á, bầu không nói điều luôn á. Mà em mới livestream mở hàng đầu năm thôi đó nha, chứ không phải là em bán 4-5 cái like rồi đâu, không phải là em bán mấy ngày rồi đâu mọi người, vừa mới mở hàng đầu năm luôn á. Mà gì mà vô toàn là auto xả hàng không vậy. Còn một set màu xanh này, không em ơi, đã nằm trong danh sách bom hàng rồi, rồi là cứ phải chuyển khoản thôi, chuyển khoản đi rồi chốt em. Rồi sao vậy mọi người, cho em câu trả lời coi, vô đầu like gì mà cứ xả hàng lườm lượp luôn á. Mọi người thấy không, vía nó nặng cực kỳ luôn, nó hôm qua giờ không lên nổi vía luôn nè. Mà phải chi là ví dụ như em bán hàng mấy hôm nay rồi thì không nói, em vừa mới like bán mở hàng luôn ấy. Mọi người thấy không, bình thường là em chửi tới nóc luôn rồi đó, chửi xối xả vô mặt rồi đó đầu năm á, mà với lại em chả chửi đâu. Mọi người tự biết thì em đã cho vô danh sách bom hàng rồi là em không có bán nữa thôi. Rồi quần này còn cái size M, tặng luôn cho mấy chị 70.000 luôn, có cái à. Thật sự luôn á, ví dụ như những ngày thường thì em không có nói đi, mới vừa mới like để mở hàng đầu năm cái vô toàn là xả không à. Nãy giờ 5-6 người rồi đó. Ý thức của mọi người đầu năm kiểu gì vậy? Mọi người thử mua đi bó rau ngoài chợ đi, mua 10 phút quay lại trả người ta đập rau vô mặt mọi người không? Ăn thì cứ phải để bầu chửi cho nó có nghiệp không ạ? À? Chán ghê. Mình nói chưa chửi ai luôn á. Quần cho Uyên Thúy size M nha. Size M nha mấy bà, có cái à. 70. Rồi set. Set này thì khỏi phải bàn đi mọi người. Set này sale 120 luôn. Set này đẹp khỏi bàn nha mọi người nhá. Rồi set ngủ giùm em. Set này là sale 120, mọi người biết rẻ cỡ nào, hàng Quảng Châu nhá. Rồi set ngủ 120. Comment giúp em là set ngủ 120. Khá rồi đẹp kinh khủng luôn. Này còn có túi, chuyển khoản 100.000 đời chốt em ơi. Đầu năm chỉ không bán cho người bom hàng đâu em. Đầu năm là vía quan trọng lắm. Rồi ghi giùm em nhá, comment giúp em là set ngủ 120. Set ngủ này là nó gọi là set ngủ caro á, mà hot ơi là hot á. Rồi set ngủ giùm em 120 giùm em nha mọi người nhá. Comment giúp em là set ngủ. Set ngủ cho Như Quỳnh. Ai lấy set ngủ nữa thì chốt nha, còn 5 set á. Hôm đẹp ha. Áo cũng đẹp nữa này. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là set ngủ giùm em, set ngủ caro mọi người. Thư Candy 1 set, Mỹ Tâm Trần 1 set, Trần Anh Thư 1 set. 3 set thôi. Nó đẹp quá trời đẹp luôn á. Rồi còn 2 set là hết nha mọi người nha. Thì có mọi người mấy cái set ngủ này bình thường Du bán thanh lý cho mọi người đã là 150 rồi. Mọi người ai mua cái set ngủ này của em, đợt trước em có thanh lý một lần rồi đó. Bây giờ mọi người họ mua hàng mới luôn, vải y chang luôn, không kháng gì luôn. Mà để với bà có 120 thôi, quá rẻ luôn đúng không? Rồi ghi giùm em nha, set ngủ giùm em 120. Ai lấy thì ghi giùm em là set ngủ 120 nha. Ngủ 120. Ngủ 120. Cái này đâu ra vậy ta? Ngủ 120 chị Huỳnh Thủy. Ôi cái xíu này không biết đâu ra luôn á, thề luôn. Mà kéo nó ra, cái bọc đó. Xét hay là áo cơ. Ôi xét gấu hàng sao bao này. Gì? Liên Trịnh xét ngủ dồn đơn mũ 99.000. Lên cho em cái địa chỉ nha chị Liên Trịnh ơi. Trời má ơi. Chiều chị ghé lấy đi du lịch Huỳnh Thủy ở Bưng Kè á, phút ra Bưng Kè đi. Rồi mấy má ơi nè. Trời ơi nó xịt. Thì với lòng luôn á. Rồi xét giùm em.
Không phải, đâu ra. Khủng hoảng chiều hôm qua chị khui mà lô, đâu ra mà lô. Ai nói với em là cái đó hàng lô vậy? Tụi em nói ha. Rồi ghi giùm em nha, set này em sale lỗ mọi người 120 luôn. Lỗ sọc máu set này luôn. Rồi ghi giùm em nha, set gấu á mọi người, gấu 120.000. Ai mà đủ tới cái set này từ trong dịch lỗ trong Tết của em rồi là biết, 160.000 đó. Rồi xem mọi người 120 ghi cho em là set. Cái này là hàng Quảng Châu nha. Đây. Không phải hàng giá rẻ nha mọi người. Rồi ghi cho em là set. Set giùm em nha. Comment giúp em là set vàng. Này vải rất là xịn sò luôn. Comment giúp em là set vàng nha mọi người. Ai lấy vàng thì ghi giùm em là set vàng. Set gấu hoặc set vàng gì cũng được. Em mặc cái set này cho nó dễ hồn. Thúy Oanh, Trần Anh Thư. Đã cái quần của cho ai này. Đây là hàng cao bao nha mọi người nha. Mọi người nhìn cái bọc của mọi người biết hàng xịn này. Cứ về cầm cái bọc của mọi người biết auto hàng xịn rồi đó. Không cần phải em nói đâu. Bóc cái áo này lên, cái điện thoại bỏ ra ở cho em, chị dập lên trên thì ông đền thôi nha. Cho khóc luôn nè, ghim vô. Rồi ghi giùm em nha, gấu. Đó, dễ thương không? Rồi ghi cho em là set gấu giùm em nha. Này đi, mọi người mặc riêng ra cái áo thôi nó cũng đẹp nữa. Áo này, xịn không? Rồi ghi giùm em nha, set gấu giùm em. Còn 5 set á. Ai lấy gấu thì ghi giùm em là gấu. Gấu gồm câu quần áo lúc này em mặc còn 2 cái á mọi người. Cái áo lúc này em mặc á, hàng cao cấp nha, còn 2 cái á. Ghi cho em là áo. Áo dùm em. Áo. Rồi mã này. Này như là set hay sao. Chấm bài giúp Dung đi mọi người. Ở nãy giờ live nó có tiếng rưỡi hả trời ơi. Gì lâu vậy? Má ơi, giờ mới 12 rưỡi luôn á. Rồi set đùi giùm em nha, set đùi. Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em là set. Má ơi, set này cưng lắm luôn á. Rồi set này xài mọi người 130 luôn. Ghi cho em là set ngố mọi người, set ngố đùi á. 130. Có màu nâu màu vàng. Không có màu vàng, màu nâu màu cam thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Này là hàng Quảng Châu á. Nó hàng với cái áo mọi người. Cái áo này đợt em có bán lẻ một lần rồi nè. Nhớ cái áo này em bán lẻ mấy chị 85.000 không. Rồi ghi cho em nha, 130. Comment giúp em là set ngố nha mọi người. Này là ngố nha. Áo ôm với lại là quần ngố á. Comment giúp em là set ngố, lưng là lưng bạn bự á mọi người. Màu nâu, màu cam với màu hồng. Ai lấy nâu cam với hồng thì ghi giùm em là nâu cam với hồng. Áo khoác hình như là còn đấy. Còn áo khoác thì sao, đợi xíu nha. Xả thì cái gì cũng có hết đó mọi người. Đây cái này ghi cho em là màu hồng. Đây nha mấy bà, màu hồng. Comment giúp em là set kèm màu nha. Set kèm màu giùm em. Ui ế set này, buồn này. Ế set này, đưa cái áo khoác còn hình như là còn 2 cái là 3 cái gì nữa. Áo khoác còn, chấm bài dung dung đi mọi người. Ôi đâu kho bóc được cái gì thì xả mọi người cái đó thôi. Đứa nào đi cái dép tởn gì trời. Bụng tới dép này, đi thấy mắt gớm luôn á. Rồi ghi dùm em nha, áo khoác còn 2 cái mấy chị ơi. Còn một cái màu môn, với lại là một cái màu xanh min thôi. Còn một môn với một xanh min thôi. Ai lấy thì ghi dùm em. Cái này không phải là xanh min đậm đâu, xanh min nhạt nhạt thôi nha. Đó, còn hai cái à. Môn siêu đẹp luôn. Ai lấy môn thì ghi giùm em là môn nhá. Chắc em tắt lên like mới đi nha mọi người. Còn ai coi like này không? Không, tắt lên like mới nha. Được không? Của em không nghỉ nãy giờ em like mà mới có tiếng rưỡi thôi mọi người. Mà nhìn nó mệt ơi là mệt luôn. Sao hôm nay thời gian trôi gì nó lâu dữ vậy ta?
Thấy giờ mới la có 1 tiếng rưỡi. Em nhìn lại đồng hồ em tưởng gần 3 giờ rồi á. Kinh khủng. Rồi ai lấy áo khoác thì ghi dùm em. Áo khoác thì có 2 mẫu này thôi, không có mẫu nào hết. Đầu năm em chưa có về hàng. Rồi set báo dùm em. Set báo nha, set báo này tối em xạo có 95.000 thôi. Báo hàng cao cấp ạ. Beo á mọi người, set beo á. Rồi set beo dùm em nha. Áo thun lên form điện lắm. Em mặc áo chị bán luôn á. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Áo thun kiểu đó chị hết rồi. Rồi ghi dùm em nha. Mã này dùm em. Set báo em tặng mọi người 95.000 luôn, 130 á. Xe mọi người 95.000 luôn nha. Ghi cho em là set báo, set beo gì cũng được. Này, vải của cái áo này mọi người thấy đã không? Mọi người nhìn cái vải áo này phiêu luôn. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Comment giúp em là set beo, set beo hoặc là set báo gì cũng được. Vải của cái áo này rất là đẹp nha mọi người. Hàng này sò không? 95.000 một set. Set em đang mang còn, xe có 120 thôi chị. Set em đang mang xả có 120.000 thôi. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Báo 95 cho băng trâm. Báo có 95.000 thôi đó, 130 mà xe còn 95 luôn. Kim thảo một set. Xả cho bà rẻ rẻ. Ai mua thì mọi người chốt đơn. 200.000 đã xả lỗ rồi mà 200.000 còn được free ship đó mọi người. Có mỗi ngày hôm nay thôi cho nên hôm nay em mới chốt đơn đi hết nha. Không có dồn đơn đầu năm, không có dồn đơn nha mọi người. Live đầu tiên của năm đi quần áo là tất cả đơn đều phải đi hết nha. Rồi ghi dùm em nha. Ai lấy thì ghi dùm em. Áo. À lộn, báo. Ghi dùm em là báo nha. Mọi người ơi, em lên live mới nha. Ok không? Lấy set đang mang chị Tú Ngô. Em live thì tới chiều luôn cho mấy chị chốt đơn. Rồi em đi hàng lần luôn nha. Mọi người ơi, còn coi live này không? Qua live mới nha. Ai đồng ý qua live mới thì giơ tay lên cho nó sung sức cái. Live này xìu quá mọi người. À, live xả tiếp. Tùy mọi người đấy. Ai muốn như thế nào thì em sẽ chiều. Tối live đi chị. Trời, hôm nay nữa là đi hàng tối luôn nữa má. Đầu năm ai mà dồn lắm like cho mấy bà lửa vậy. Đầu năm người ta đi người ta lấy lọc chứ mọi người. Rồi ghi dùm em nha. Tối like là không có free ship nữa đâu mọi người. Rồi ghi dùm em nha. Set beo này lúc tôi em xả có 120 à. Set beo lụa mango á. Set đang mang sale còn có 120 hàng loại 1 nha. Rồi ghi dùm em nha. Set beo tặng cho mấy bà luôn. Có 120.000 lụa mango nhá. Set beo tiểu thư á, tay dài luôn. Ghi cho em là set beo 120. Ghi cho em là beo 120 để lên live mới chứ mọi người. Tối live là không có free ship đâu mấy chị, tối live là một cái đơn khác rồi nha, không có free ship nữa. Đơn free ship là dồn cho mọi người nặng tiền, nặng hàng thì em mất tiền nhiều, tiền ship mọi người ơi. Phi ship cho mọi người đơn hết 200.000 mà không biết lời được 35.000 hai món hay không mà. Phi ship cho mọi người hết 35.000 rồi đó. Coi như là ngày đầu em khai trương là coi như là vừa tặng quà, vừa lì xì, vừa phi ship. Coi như là em bóc cá mất luôn đó mọi người. Để em qua live mới nha, qua live mới đi.